chán cô xít quá, chứ sinh chứ chia sẻ sinh si với con chi vậy cô? Lớn rồi ráng lo, lớn rồi lo ráng tu tâm tích đức cho con cháu nó tôn trọng nó nể. Dạ rồi còn bị thiên hạ chửi chắc nết. Dạ 12 năm trước con làm gì đâu cô? Con ngồi sòng bài thối thay ra không tắm rửa. Con le le nó bốc mùi. Trai nó thấy nó né. Mà giờ con có đứa con gái nó giống nết con. Mà nó y chang thiếu điều có chồng mà ở nhờ ở đợ. Con cũng chẳng có nổi cái nhà để mà tranh giành bất chấp. Để nể mày nể mặt lắm cô à. Còn rủ con le le thì cả xe tải đếm không hết cô à. Nên giờ con sợ người ta nói tới con lắm. Con êm luôn cô ơi. Đừng moi con. Con nhục á cô. Hình như vậy còn đỡ cô ơi. Nhiều người trong karaoke chai sờ nữa kìa. Hình con đang công khai mà muốn con gửi cho ngắm 11, 12 năm về trước. À, tay bút, hình anh đầu trọc là tiếp viên hàng không hãng MH370. Chuyến bay định mệnh không nổi tiếng cả thế giới. Thế thôi à, không giải thích nhiều. Mọi người nha, cái này là nó lên nó bốt thẳng là cô xích luôn nha. Không còn nể nang gì nha. Cái này không còn cái gì gọi là nể nang hết. Thứ nhất là cái này là do bà sân si với nó nha. Bà sân si. Sân si với nó lên là nó lên. Nó nói, nó kêu là ráng tu tâm tích đức đi. Để cho con cháu nó tôn trọng nó nể. Già mà chắc nết đó, nha. Rồi cái những cái hình này á. Là cái hình này của. Chắc là họ lục trên trang của Ni á. Mười mấy năm trước đó cô chú anh chị nha. Hình này là hình bạn Ni nha, hồi trẻ đó. Đây là những cái hình trên cái trang của bạn Ni. Hồi mười mấy năm trước đó thì chắc là lấy mấy cái hình này ra khịa đó. Nên bây giờ nó lên nó chửi thẳng luôn, nó chả còn có kiêng dè gì nữa nha. Lúc trước nó vẫn còn nói chuyện rất là lịch sự đó. Nhưng mà sau khi mà bà Xích mà lên mà khịa con Loan đó. Bà với lại bà Bánh Xèo mà lên khịa con Loan đó thì là tụi nó không còn nể nang nữa mọi người, nó không nể nang nữa, nó chửi thẳng luôn đó. Đây là cái này mọi người nghe cái khúc này nha, nghe lại nè. Già rồi mà còn bị thiên hạ chửi chắc nết. Dạ 12 năm trước con làm gì đâu cô? Con ngồi sòng bài thối thay ra không tắm rửa. Cái này ai ngồi sòng bài mọi người biết rồi ha. Nó tự nói nó nhưng mà nó không phải là nó mà không phải là nó. Đó, nó bây giờ nó chửi xa, chửi gần, chửi xéo, chửi thẳng luôn là không còn kiêng nể nữa nha. Nó nói là hồi xưa ngồi sòng bài thối thay ra đó nha. Rồi không tắm rửa, con lo le nó bốc mùi. Chửi thậm tệ luôn. Trai nó thấy nó né. Mà giờ có đứa con gái nó cũng giống nết. Đó, ý là chửi luôn hai mẹ con nha. Đứa con gái giống nết bả là hai mẹ con chửi luôn lượt hai mẹ con nha. Mà nó y chang thiếu điều có chồng mà ở nhờ ở đó, chửi luôn thằng chồng nha, chửi luôn bộ Tâm Sơn luôn. Bà mẹ con gái và cái thằng rể luôn, chửi luôn một ba người luôn đó. Có điều có chồng mà đi ở nhờ ở đó, cả nhà rách nhau vô nhà ông Năm ở đó ở nhờ nha. Con cũng chẳng có nổi cái nhà để mà tranh giành bất chấp. Không có nhà, chửi luôn. Không có nhà cũng bị chửi đó. Thì ở giờ có nhà để mà tranh giành bất chấp. Nể mày nể mặt lắm cô à. Nếu mà không có đụng tới nó thì nó đâu có chửi. Chửi thứ nhất là đi ngồi sòng bài nè. Cái thứ hai là cái con gái cũng sòng bài mà lại ở dơ này ha. Rồi con gái thì cũng nấm nếp con mẹ nè. Rồi cái thằng chồng thì có chồng nhưng mà ở nhờ ở đợ nè. Cũng chẳng có nổi cái nhà để mà tranh giành nữa. Còn rủ con le le thì cả xe tải đếm không hết.
Nên giờ con sợ người ta nói tới con lắm. Con êm luôn cô ơi. Êm là im á. Con im, nhưng mà em dùng từ êm. Êm luôn cô ơi. Đừng moi con nhục đó cô. Bà đừng có động tới nó nha. Bà động tới nó là nó lôi ra, nó chửi rồi mình nhục đó. Đó. Hình vậy còn đỡ nha cô. Là cái hình này nè mọi người. Chắc là cái hình này nè. Chắc là nói cái hình này nè nha. Đó, cái hình này nè. Mặc còn trẻ, mặc áo 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 gọi là áo ba lỗ đó. Nhiều người còn trong karaoke chai sờ nữa kìa nha. Hình con đăng công khai muốn con gửi cho ngắm 11 12 năm về trước đó. Thì ở đây cũng có cái hình ngồi kế mấy anh này là anh tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không. Nó nói là MH370 là cái máy bay mà bị mất tích rồi đó mọi người, không biết đúng không nha. Cái này thì không biết nha. Nhưng còn cái nó tiếp viên hàng không. Là biết bà chửi nó chỗ nào mà nó lôi ra nó chửi bà. Còn ngày hôm qua Thiện Loan lan lên một cái tết thì chị mới sinh á, bữa nay cũng đáp trả nha mọi người, chờ em lại lục ra đã nha. Đâu rồi. Lan gỡ rồi mọi người, lan gỡ rồi. Nhưng mà mi sinh thì có chụp lại ha, nó lại hay cái chỗ đó. Đây cho mọi người xem nha. Mình đăng những cái mà bài hát của Loan lên đó thì cái bên kia nó cũng vào nó chửi nha mọi người. Nó comment nó chửi rồi này kia các kiểu nha. Có cái tựa cái nick là cái nick lạc mắt. Nó vô nó khịa. Nó chửi nhau trong cái trang này luôn. Mới nãy mới thấy người ta. Đây. Trong cái trang của cái thằng này nè thì nó lại có bài của cái con gì đó, cái con bảy màu á. Đây mọi người nè. Đây, cái này là cái Tết ngày hôm qua Loan đăng lên nha. Đọc cho mọi người nghe nè. Chị ơi, chị cho em xin địa chỉ để em gửi trả lại món quà chị tặng em nha. Do em không biết nơi chị ở đâu nên không biết làm sao để gửi trả. Chị, em cảm ơn chị nha, chị MS. Đọc mọi người cho chị MS. Thì hôm nay chị này thì chị này cũng lên một cái bài để đáp trả, một cái bài khá dài nha. Đọc cho mọi người nghe. Cái vụ gì nữa đây? Nè em Loan, 6 tháng trước em rình rình lên mạng nói trả quà để cho cộng đồng mạng chửi chị. Cho các YouTuber dịch tức bịa đặt vu khống sỉ nhục danh dự chị. Chị nói chị đòi quà em. Rồi Hồng Loan đến tận nhà trả quà và còn rất nhiều cái dịch tích khác để nhiều người vào tấn công chị đến 6 tháng nay. Sự thật chị chưa hề đòi em và cũng chưa bao giờ trả chị đúng không? Mà sao em lên mạng nói dốc, nói dốc là nói dốc, 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 dẫn dắt để fan em vào tấn công chửi rủa chị. Nếu em biết sống, biết cách đối nhân xử thế, em sẽ không làm vậy. Bao nhiêu tháng nay chị bị chửi vì cho là đòi quà em, từ chính miệng em lên clip nói như vậy. Em phải nói cho đúng. Chị đòi em bao giờ? Em nói sai, trời Phật chứng lời nói của em nhé, Loan. Rồi hôm nay em lại muốn gì mà đăng như vậy? Em muốn lôi chị ra để làm dậy sóng, để fan em vào tấn công chửi rủa chị nữa, phải không? Tự trong thâm tâm của em nghĩ xem, em đối xử với chị như vậy đúng không em?
Nếu thật lòng em muốn trả cho chị là em đã trả 6 tháng trước rồi, chứ không chờ đến bây giờ. Hôm nay em lại đem chị ra để nói về vấn đề trả quà tiếp, để fan em và YouTuber làm nhục chị nữa. Nếu em thật lòng trả, chị sẽ nhận và chấm dứt. Cấm em đem vụ trả quà mà nói nữa nha em nhé. Nói là phải làm, cái gì cũng có giới hạn. Quà trả được nhưng nhân nghĩa khó trả nha em. Ai nói gì chị không quan tâm, thật lòng em suy nghĩ đối xử với chị như vậy đúng với lương tâm em không? Em biết số điện thoại, tại sao em không điện thẳng chị mà đăng lên mạng để làm dậy sóng rần rần thêm một lần nữa? Em tự biên tự diễn về vụ đòi quà, trả quà. Đừng nói với chị câu tự đến tự đi nhé em. Fan cuồng nói được, YouTuber nói được, nhưng riêng em mà nói câu này thì xem như em vứt đi. Chị rất hối hận đã binh vực em. Đó là toàn bộ cái nội dung là cái chị cái này tụi nó hay kêu là chị cá bảy màu đó, chị củ mì đó, nhưng mà nên là chị mì xào đó, là chị viết ra cái nội dung vậy nha mọi người nha. Mình cũng không hiểu lý do vì sao mà Loan thì lên cái tết này thì Loan đã xóa rồi nha, không biết quà trả chưa nhưng mà Loan đã xóa cái tết này rồi. Thì rất nhiều cộng đồng mạng là người ta chụp lại, mà chị này chị cũng chụp lại nha mọi người, và cái dưới cái khúc chụp này là 690 bình luận. Thì cũng không, mình cũng hiểu sao thì cái chị này chỉ nói như vậy, thì sao có số điện thoại ông đòi thẳng chị mà lại đăng lên như vậy để cho dậy sóng cộng đồng mạng chửi chị tiếp. Thì đây là dưới cái bài mà của cái chị này, để em coi coi bao nhiêu bình luận nha. Dưới cái bài này thì không có bình luận mọi người, không có ai vô bình luận hết. Người ta không, dưới cái bài của chị này không hề có bình luận nha. Hay là chị khóa bình luận này sao á, khóa bình luận mọi người, dưới khóa bình luận không cho bình luận nha. Khóa rồi, không 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 cho bình luận, do đó là dưới cái bài của chị này không 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 có bình luận được. Tại vì dưới bài mà bình luận nhiều quá thì đôi khi là cái nó ảnh hưởng tới cái trang mọi người nha, ảnh hưởng tới cái trang, họ sợ mất trang họ sẽ khóa bình luận nha, hoặc là tùy bài, có bài họ mở có bài họ không mở, kiểu vậy đó, sợ bị báo cáo đó, mọi người nha. Đó. Thì mọi người nghe thì mọi người cũng hiểu rồi, tôi cũng không hiểu là lúc trước cũng nghe nói quà cáp gì đó không biết trả chưa, giờ lại xảy ra một cái trường hợp này nữa. Thì cái này chỉ có là bên giữa hai bên nó hiểu thôi, chứ mình cũng không hiểu, mà không hiểu tại sao lại 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 có cái vụ trả quà lại tiếp tục. Thì chắc là phải có nói bóng nói gió gì nha mọi người, thì có nói bóng nói gió gì về quà thì người ta thì lại mới nhắc tới quà, chứ còn nếu không, mà nếu không ai nó nhắc tới thì tại sao có vụ là em lại đăng lên là trả quà. Thì cũng hơi khó hiểu, tôi cũng thấy hơi khó hiểu nha. Nếu mà theo như cái chị này viết đó thì tại sao không gọi điện trực tiếp, có số điện thoại, có Zalo, có gì đó, hình như hồi lúc trước có kết bạn nhau mà, không biết còn hay không hay xóa rồi. Mà lại phải đăng công khai để cho chị bị tấn công lần nữa, thì chị nói vậy đó. Nhưng mà tôi nghe nói là chị cũng thường xuyên là tấn công bạn Ni, tấn công bạn Ni và bạn cũng tấn công bạn Loan này rất là nhiều nha. Nếu như chị mà không có lên mạng, mà chị không có tấn công Loan với Ni á, thì chắc cũng không ai mà đăng lên mạng lần nữa đâu nha. Cũng là đăng lên như vậy cũng là một cách để cảnh cáo đó mọi người nha, một cách để cảnh cáo đó. Nếu mà chị biết im lặng á, thì chị mọi người là cái chị này cũng lên rất là nhiều clip nha, và cũng cũng chửi Loan rất là nhiều nha mọi người. Cái em vô ơn, mặc dù cái chuyện này nó có cái hay, cái em vô ơn, cái em vô ơn cứ vậy đó, chứ không kêu con này con nọ con kia đâu, cứ cái em chị với cái em đó, cái em nọ cái em kia, nhưng mà cũng chửi người ta dữ lắm nha.
tôi cũng nghe nói là dự trữ dữ lắm đó, tôi cũng chưa không có dịp mà vô vô nghe đâu mọi người, không có dịp vô nghe. Mọi người có cái khúc nào à, ai mà cách lại ngánh 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 đó, mình thấy thì mình nghe thôi. À, chứ nếu mà chị là người đàng hoàng tử tế mà chị không có đụng chạm tới người ta thì người ta cũng không ai đụng tới chị, phải có cái lý do gì đó người ta mới đăng lên trả quà nha, chứ không phải tự nhiên đâu. Tự nhiên một người mà tốt như vậy tặng quà mình mắc gì mình đem trả mọi người. Mà nếu mà chị này chị nói như vậy á thì chị phải không nên nói về cái drama này nữa, và chị nên chuyển qua cái drama khác nha. Chị không 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 nên là liên quan đến cái drama này nữa, để cho nó chấm dứt luôn giữa hai bên, là không còn cái mối quan hệ gì nữa thì là ok nha. Chứ còn mà trả xong rồi lại chị lại vẫn lên bài, chị lại thì người ta tiếp thì đó là không hợp lệ nha mọi người. Luật chơi chơi nó cũng phải có luật nha, chứ không phải muốn chơi kiểu gì chơi nha cô chú anh chị. Đó là ngày hôm nay là mình thấy mấy nay là mình thấy mấy cái vụ này là cái lùm xùm nó biết thôi nha. Còn trên các cái group thì cũng không có gì mới đâu cô chú anh chị. À bên kia nó vẫn khịa nha, cái mấy bên bên kia nó vẫn lên bài thường xuyên nha, nó vẫn lên bài thường xuyên để nó khịa loan nha mọi người, nó khịa loan á, là cái đích trung tình á, cái bên đó thì còn cái đích trung tình nha, là nó thường xuyên nó lên bài nó khịa loan. Bây giờ nó ganh nó ghét đủ thứ hết, nhất là cái vấn đề mà Loan mà được mời bùng sâu chậu nhiều đó mọi người. Là nó ganh ghét nó, bây giờ nó không làm được gì mà nó chỉ có lên khịa với va với vảnh thôi. À đây đọc cho mọi người cái này nghe hay nè, trời ơi, thấy hồi chiều rồi đây. Cái này là một cái bài của bạn ve nha, bạn ve. Không biết nó đăng ở đâu, người ta chụp được nè, viết viết tay nha, viết tay, cái chữ viết tay cũng cũng đẹp á mọi người, chữ viết chữ đẹp á. À, con Hồng Que, cháu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đứa cháu ruột duy nhất theo nghề của cậu. Đứa cháu ruột duy nhất nha, phải duy nhất vô mới chịu nha, ruột mà phải duy nhất mới được theo nghề của cậu. À, con hãnh diện vì được là một phần máu mủ của cậu con ông Hoàng Hồ Quảng, kiếp sau lại thương gia đình thương con và lại đưa đò nha cậu, kính ơn cậu thương cậu 1.000 năm Vũ Linh trường tồn. Đó. Một lần nữa là cô ta muốn khẳng định là cô ta là cháu ruột ông Hoàng Hồ Quảng, cái thứ hai là cháu ruột duy nhất mà theo nghề cậu nha. Bây giờ là lúc trước là nó cũng nói là nó theo nghề cậu, lúc đó là chưa có con Loan, nhưng mà bữa nay là nó có con Loan rồi nên là nó là thành số 2 nha, nó không còn là số 1 nữa đâu, nhưng mà nó cũng vẫn nhấn nhấn như chỗ này nha mọi người. Con hãnh diện vì được là một phần máu mủ của cậu con ông Hoàng Hồ Quảng. À, kiếp sau lại thương gia đình. Mọi người cái này ông Hoàng ông có đồng ý không? Kiếp sau lại thương gia đình nha. Mọi người ông Hoàng có đồng ý chỗ này không ạ? Tôi thì tôi nghĩ là ông không đồng ý đâu nha. Ông sợ quá rồi. Mẹ nó với lại ông Bảy phá biết bao nhiêu của nã. Ông làm cực khổ để ông trả nợ, nai lưng ra làm trả nợ. Ông phải xa con. À. Mà bây giờ nó nói là kiếp sau lại thương gia đình nữa, ông cậu này ở dưới suối vàng ông có chấp nhận không? Ông đề nghị ông bấm số 1, tôi thấy là ông không chấp nhận nha. Tao sợ mẹ con nhà mày quá rồi, tao sợ hai đứa bay quá rồi nha, hai đứa em á, tao sợ quá rồi, tao cũng sợ con nhỏ cháu này tụi bay mưu mô, tụi bay độc ác, tụi bay thế này thế kia với con tao. Ông sợ nha, thiệt chứ ông sợ đó. Ông nói trời ơi tao mà kiếp này tao đã tao quá sợ rồi, không có kiếp sau nha con, không có kiếp sau nha, kiếp sau lại thương gia đình thương con. Trời ơi mày sống giả tạo, mày sống giả tạo quá con à, cậu không dám nha, kiếp sau không hẹn gặp lại nha con, cậu không hẹn gặp kiếp sau mẹ con cậu con và con nữa nha.
cậu sống mà như chết vậy đó. Không có cái tình thương gia đình mọi người, không có tình thương gia đình nha, ông sống không có tình thương gia đình đâu, tại vì những cái người đó sống không có tình cảm đó. Chị nghĩ tới tiền của ông, mọi người cứ nhớ cái clip mà năm cái năm 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 căn nhà 1.000 lượng vàng, lúc đó ông xỉn xỉn này đúng không, ông mặt ông hơi ngầu ngầu lên rồi đó, mà toàn nói chuyện nhà cửa không à, toàn nói chuyện tiền bạc không à, tiền nói chuyện tài sản của ông không à mọi người. Họ không có nghĩ tới ổng mà họ chỉ nghĩ tới tài sản của ổng thôi. Ông rất đau lòng nha, ông rất đau lòng, ông rất buồn đó nha, chứ không phải bình thường đâu. Mà giờ nó nói kiếp sau lại thương gia đình, thôi thôi, thôi khỏi đi, chia tay luôn từ đây nha, cậu xin xin lỗi, cậu chia tay luôn nha. À, lúc nào ông thương cậu, kính ơn cậu, kính ơn cậu, mà con cậu thì mày cho lên bờ xuống ruộng, mẹ con mày là tranh cướp nhà cửa. Mà ơn chỗ nào, cái này là không có ơn nha, cái này gọi là không có ơn đâu, không biết ơn cậu đâu. Nếu mà biết ơn cậu là phải thương con cậu, phải đùm bọc con cậu nha. À, một cái đứa nó không được lanh lợi bằng con nha, con lanh lợi hơn con cậu. Con ra đời con hiểu chuyện hơn, con lăn lộn ngoài đời nhiều hơn. Đáng lẽ con phải nâng đỡ nó, dìu dắt nó. Một cái đứa gọi là không có va chạm nhiều ngoài đời, khờ thì nó không hẳn là khờ nha, nhưng mà cái vấn đề mà đi ra đời là nó không có lanh lẹ, chậm chạp, mà đáng lẽ là phải hỗ trợ nó, giúp đỡ nó, nâng đỡ nó, đằng này chà đạp nó. Nó là sống được là nhờ cộng đồng mạng nha. Đúng rồi, thấy 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 cái tập đoàn này cậu chạy mất dép nha, chứ đừng có nói mà kiếp sau mà cậu lại đoàn kết lại với gia đình này nữa, cậu cậu sợ lắm rồi, cậu thôi cho cậu xin chia tay từ đây. Bây giờ cậu chết cũng có yên đâu, cậu chết 1 năm rồi cậu có yên đâu, chưa có ông nào chết mà bị kêu réo quanh năm suốt 1 năm trời qua như ông Vũ Linh nha mọi người. Tôi thương cái ông này cái chỗ đó đó, sống đã không có hạnh phúc, không có cái gia đình riêng hạnh phúc, mà chết thì bị người ta kêu réo quanh năm, chưa có cái ông nào mà khổ như ông này. Mặc dù là trên trên hoa viên đó người ta đem tới đồ cúng thiệt á, nhưng mà nó cũng gọi là rần rần cả năm nha mọi người nha. Cái đó cũng là cái tình cảm khán giả, nhưng mà nếu mà nói về cái gọi là mồ yên mà mã đẹp đó, mã thì đẹp rồi đó nhưng mồ là chưa yên nha. Ngày nào cũng có người lên người đàng hoàng tử tế thì nhiều, nhưng mà cái mà gọi là sâu bọ cũng không thiếu. Một cái bà già bá vơ ở đâu vô nhận là vợ Vũ Linh rất nhiều nha mọi người, không phải một bà đâu mà là nhiều bà nó. Tôi không hiểu sao mấy cái bà đó ai trả bao nhiêu tiền để cho bà vô, bà đi khóc mướn đó, có mấy bà luôn, tôi coi mấy clip là cái mấy bà luôn nha. Ổng là ổng chết không yên đó nha mọi người. Còn cái người đàng hoàng tử tế lên thắp nhang cúng tiến thì là cái đó là làm điều tích cực, nhưng mà những cái gọi là sâu bọ cũng không thiếu. Mọi người nhớ là cái ngày mà đám tang của cái mấy cái bữa mới làm mồ làm mã mà có con mẹ nào thầy bà gì mà lấy cái gậy chọc chọc, mọi người còn nhớ không? Trời ơi, tôi mà là người nhà tôi mà ở đó hả, tôi ra tôi tống cổ ra liền. Ở đâu mà tư cách gì mà đi vô đó hiên ngang mà lấy cái gậy vọng 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 xung quanh cái mồ của người ta mà chưa xây mồ xong nha, họ quậy đủ trò hết chứ không phải một một trò đâu. Thì mọi người, tôi nghĩ là cái đó cũng có người thuê mướn nha. Cũng là có thể là bà ship bà thuê mướn người không, để mà thầy bà cũng tin thầy bà mà. Nên là kêu vô ém vô gì đó không hiểu nha, ém cái mộ gì đó để cho đừng có về hay làm sao không hiểu, nói chung không hiểu, nhưng mà đó là người ta cố ý chứ không phải vô tình, cái đó là cố ý chứ không phải vô tình nha. Đó, ông sống cũng cũng khổ mà chết cũng không yên đó, mọi người thấy cái bà đó mà lên vọng vọng cái xung quanh cái mộ đó mọi người hiểu rồi đó. Thì bây giờ nó kêu là kiếp sau thương gia đình là thôi chia tay từ đây nha con. Cậu sợ mày lắm rồi, mày sống mưu mô xảo quyệt nha, tao mới chết có mấy ngày mày đi lập mà vi bằng nha. Bây giờ là làm nhấn mạnh là đứa cháu ruột nha, cháu ruột duy nhất theo nghề cậu nha. Bây giờ cứ nhấn cái chỗ theo nghề cậu đó, bây giờ con cậu nó theo nghề cậu rồi, mày ra rìa rồi nha con nha. Đây nè, nó hãnh diện là một phần máu mủ của cậu làm sao mọi người, trả lời giùm tôi cái chỗ này đi,
Con hãnh diện vì là một phần máu mủ của cậu. Máu mủ của cậu là sao mọi người? Mọi người giải thích giùm tôi chỗ này coi, tôi dốt là tôi không hiểu rồi đó. Thì con này nó học văn hai chữ tốt sao mà nó viết như vậy mọi người? Máu mủ của cậu là sao? Làm sao mà máu mủ của cậu được? Nó tự tay nó viết ra mọi người, chữ viết tay nha, không phải chữ đánh máy nha. Đánh máy thì còn còn nói là có người viết giùm hay là gì đó, nhưng mà cái này viết tay đó mọi người. Máu mủ của cậu là sao, ai biết hiểu chỗ này giải thích giùm tôi coi. Khi mà đi xét nghiệm ADN á thì người ta chỉ xét nghiệm với lại cha mẹ đúng không, cha mẹ với ông bà nội đúng không. Chứ còn cái ví dụ là người ta nó lấy là mẹ nó lấy ba nó thì đẻ ra nó thì là máu mủ của nó là cái ông kia, chứ làm sao cái ông này được, ông này có liên quan gì đâu, sao máu mủ được mọi người. Đó, cứ cứ ráng mà nhét vô, kiểu nhét nhét chữ vô mồm người khác á mọi người. Để mà tranh giành nhà cửa đó, nên là cứ nhét vô cái chữ vô mồm người khác không à nha. Làm gì mà có chuyện máu mủ ở đây. Cậu thì đúng là cậu mày thiệt đó, nhưng mà còn ruột cái gì máu mủ là không có nha, máu mủ là không có nha mọi người. Con gái mình đi lấy chồng ta gọi là cái gì, ngoại tộc đó mọi người. Ngoại tộc nè, đâu có liên quan tới gia đình, nó là liên quan về cái nhà bên kia nè. Tôi nhớ là nhà bên gia đình tôi mỗi lần mà làm mồ làm mã mà cúng quẩy gì đó mà gọi là kêu đóng góp á, là mấy thằng trai phải đóng, gái đâu phải đóng. Nhưng mọi người, đàn ông mới phải đóng. Con gái nó nói là mấy người trong 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 nhà họ tôi nói là cái gì ngoại tộc rồi là không phải đóng góp. Đi lấy chồng là qua bên kia rồi, không có phải đóng góp bên này. Đó. Mà tôi là con gái tôi đâu phải đóng mọi người. Mà đúng rồi, máu mủ của ông Minh hay là ông Sạc, chứ còn mà làm sao máu mủ của ông Vũ Linh này được. Mà nó tự viết tay mọi người, lát nữa tôi gửi ra bên ngoài cho mọi người đọc nha. Chứ không mà mọi người lấy nói bà này bà nổ thêm hay gì, không phải. Tôi không có cái chuyện mà gọi là đơm đặt nha. Tôi là không có khả năng đơm đặt. Tôi chỉ sao là tôi nói vậy thôi. Đó. Mà nó bây giờ là con tha cho cậu đi. Cậu xuống đó rồi, cậu để cậu yên nghỉ. Cậu xuống đó cậu có bạn bè cậu dưới rồi. Cậu không có gia đình gì với con nữa nha. Cậu xin chia tay. Qua kiếp sau thì thôi khỏi khỏi đi nha. Kiếp này là cậu đã ớn lắm rồi, cậu ớn gọi là ớn tới ốc luôn à. Cậu vì cái danh dự của một người nghệ sĩ đó, tôi nói ổng là vì cái sĩ diện đó mọi người, vì cái sĩ diện đó, muốn giữ cái tiếng thơm á, gọi là không có candle đó nha. Người ta nhìn vô là một cái màu hồng đó. Đúng là khán giả nhìn vô thì thấy màu hồng, đâu thấy cái màu tối phía sau ổng đâu. Chỉ có những người thân cận đó mới ổng mới biết mấy cái vụ đó thôi, chứ còn mà báo chí là ổng đâu cho đăng. Mọi người nói biết tại sao mà anh Loan mà kêu công an vô mà cái vụ mất tiền đó, mà ông kêu mất tiền đó, Loan kêu công an vô ông đâu dám cho mọi người, tại vì để giữ gìn cái danh tiếng đó. Và chính vì ông giữ gìn danh tiếng thì đến ngày nay là Loan nó hưởng đó, mọi người nha. Cái đó đó là Loan nó hưởng đó. Coi như hy sinh đời cha mà củng cố đời con đó nha. Hy sinh đời cha củng cố đời con đó, đời ông là ông hy sinh, ông không dám gì hết trơn để gọi một cái tiếng thơm cho đời. Nên là bây giờ người ta mới thương nó nhiều, mới thương Loan nhiều cũng như vậy. Vì ổng chịu đựng, ổng chịu đựng. Mà cái sai lầm của ổng là cho ở nhà đó. Cái sai lầm là cho ở nhà đó. Đáng lẽ ổng đừng có cho ở nhà. Đáng lẽ là ổng, theo tôi á, là khi mà ổng bệnh á, ổng biết ổng bệnh mà, thì sau dịch á, thì ổng phải kêu con ổng về ở chung. Nếu ổng kêu con ổng về ở chung á, thì ổng sẽ vui những cái ngày vui của cuối cùng. Con cháu nó quây quần, nó hạnh phúc. Chứ còn cái thứ kia mọi người nên biết rồi đó, ông bệnh nó đâu ăn cơm chung đâu, mẹ con nó đâu ăn chung, thì đâu có cái không khí gia đình, nó lạnh lẽo, nó không có ấm áp.
Rồi những mấy cái tuần cuối đời thì này, toàn nằm trong bệnh viện không, đâu có nằm ở nhà đâu mọi người. Mà bây giờ là bệnh thì cũng không có lo thuốc men cho ổng, nó vẫn đi lên chơi đi đồ này kia, nó đâu có nuôi trong bệnh viện đâu, toàn lăng loang nuôi mọi người, cái miệng nó nói ra chứ ai nói. Loan rất thương cậu, mọi người nhớ cái clip mà 7 tháng 3 đó, Loan rất là thương cậu, Loan chăm cậu gì gì các kiểu đó, chứ nó đâu có chăm, mẹ con nó không có chăm, mà nhà nhà bảy cũng không có chăm nha, Loan với lại Nga chăm đó, còn những người còn lại là nếu có là chỉ đi vô lạng qua một cái rồi về thôi. Mà bây giờ thôi gì, nếu mà nói là máu mủ á thì bây giờ đi xét nghiệm ADN đi coi có chút máu mủ nào không, nếu có thì là thôi thì thì chia nhà với Loan. Thì cái đó là hợp pháp nha, nếu mà đã gọi là máu mủ. Còn nếu không có chút nào thì thôi đi, đừng có dành nhà. Nhà đi ở nhờ mà đã dành là còn bữa nay kêu máu mủ nữa, không biết là ai chỉ cho nó biết, tôi không 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 biết luôn, mẹ nó chỉ hay là nó tự nghĩ ra hay như nào đó, hay là vì cái lòng tham không đáy mà phải viết dối lòng như vậy mọi người. Tôi hết ý kiến luôn nha. Lâu nay thì tôi cũng nghe nói cái vụ ruột thịt này nhiều rồi, nhưng mà bữa nay là tôi thấy cái chữ viết tay nha. Một lát sẽ đăng để lưu lại, một lát đăng cho mọi người bình luận chơi cho nó vui nha. Chào bạn. Chứ còn mà lâu nay thì nghe nhiều đó, nghe nhiều ra đình ruột thịt, nghe ra rã trên mạng á, nhưng mà bữa nay là chính mắt tôi nhìn thấy cái chữ viết tay của nó nha mọi người. Công nhận cái con này nó, tôi không hiểu được nha, là cái lý do gì mà nó lại 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 nói được như vậy mọi người, tôi chịu thua rồi đó. Lâu nay tôi cứ tưởng là người ta đơm đặt, người ta nói giùm nó. Nó nói như vậy là cái mục đích là cuối cùng là cái đi tranh giành, nó không xấu hổ. Tôi là ruột thịt thì tôi tranh là bình thường, ý vậy đó nha mọi người. Ruột thịt mà máu mủ mà, nên là máu mủ nhà tôi, nên tôi tranh là bình thường đó. Rồi cứ cái nhà từ đường, rồi thứ hai là cứ vẫn lên ra rã là cái nhà từ đường nha mọi người. Tôi thì tôi cũng mới nghiên cứu gần đây, tại vì nhà nhà gia đình tôi á là cô tôi, cô ruột đó nha, có nhà có đất, thì mấy cái đứa chị lớn, anh chị lớn là đi lấy chồng lâu rồi, mấy chục năm, mà từ năm 80 trở về trước là tụi nó đã có gia đình riêng rồi. Thì hai con nhỏ em gái tôi á, là nó lo chăm sóc ba mẹ, ông cha mất lâu rồi. Rồi cái rẫy, có hai rẫy đó, thì mấy đứa chị với anh luôn nha, lúc mà nó làm ăn nên làm ra, tôi mới kêu nó là bây giờ á, là hai cái thằng này nó chưa có nhà chưa có đất, mày mua cho nó mỗi đứa một một miếng đất đi, nhưng mà mày đừng có cho nó đứng tên, mày phải đứng tên chung, chứ mày cho nó đứng tên là nó bán mất, nếu nó không ấy là nó bán nó ăn hết rồi mai mốt lại không có nhà nha mọi người. Đã là lo cho hai đứa, một một cái thằng anh trai với hai thằng đó ăn hết, ăn của tụi nó hết, nhưng em tôi thì cách đây là khoảng năm á, là cái con còn một cái con chị, nó thuê luật sư, nó kêu với mấy đứa kia, tổng cộng tụi nó là bốn đứa, là thuê luật sư làm đòi chia cái nhà đang đang thờ cúng cha mẹ đó nha. Hai con nhỏ này không có chồng, đang thờ cúng cha mẹ, nó kêu luật sư đến là làm rồi mới hai cái miếng đất ở trên rẫy nó đòi là chia đều, bán hết chia đều nha mọi người. Thì cái ông thẩm phán đó, là ông không có chịu, cái ông chánh án, cái tòa, cái Bình Dương đó, cái Trân Thành đó, ông tư vấn cho hai đứa này và ông cũng không giải quyết, mà nó vẫn thuê luật sư. Tôi thì tôi kêu bây giờ mày kêu từng đứa một ra, hai cái thằng mà có đất rồi đó, mày kêu ra mày nói riêng với nó trước, làm việc từng đứa tức là để hòa giải, chứ còn nếu mà ra tòa là cái tụi kia mất tiền với nó thì nó không thuê luật sư, tại vì nó nói là bây giờ nó làm nếu có đi kiện thì
anh chị nó có đi kiện, thì kiện mà đến khi mà có được đất á, thì á, còn sống không mà hưởng đó, tại vì tụi nó còn trẻ khỏe hơn mà nó rảnh rang hơn, nó không có chồng con, nó chỉ ăn với đi du lịch thôi, nó làm có tiền bây giờ nó chỉ ăn với đi du lịch thôi, thì á, là tụi nó vẫn thuê kiện rồi á, ra là người ta luật bên nó có luật sư, nhưng mà ông chánh án là ông vặn, ông hỏi là có nuôi cha nuôi mẹ không, có bỏ tiền nuôi không, chăm sóc bệnh hoạn không, thì là không có nha mọi người. Vậy thì cái nếu mà tụi này không có tiền thì cái miếng đất trên rẫy á, là đã bán đi để lo cho mẹ rồi, thì tụi nó làm ra tiền nên là không, nên mới không phải bán đất nuôi mẹ đó. Rồi xong rồi là đòi chia luôn cái nhà mà đang thờ cúng luôn, rồi cái nhà thờ cúng nó chia không được thì cái nhà đó, cái miếng đất đó là xây nhà một hơn phân nửa, còn bên đây nó khoảng khoảng 4 mét, bề ngang 4 mét mà nó dài tuốt đằng sau mấy chục mét, mọi người dài lắm. Bây giờ nó đòi chia cái lẻo bên cạnh đó đó, nó đòi chia bên đó luôn, nó nói ha bây giờ cái miếng đất, cái nhà đó là ông thẩm phán đó, là ông chánh án đó, là ông không cho chia nha, ông không cho chia cái nhà đó, nhà nó nhà từ đường là để thờ cúng không được bán nha mọi người, đã là từ đường là không được bán nha mọi người nha. Mọi người sau này mọi người phải nhớ cái chỗ này, để mà sau này trong gia đình mình mà có cái gì để mình biết, mình mà hiểu mà mình xử lý cho nó hợp lý. Tức là cái nhà là từ đường là mọi người không được bán, được ở thôi, đứa nào muốn đến ở thì ở. Hiện nay là hai đứa con gái là vẫn đang ở, còn mấy đứa kia nó ở có nhà riêng nào. Thì là cái con mà con chị mà thuê luật sư đó, là chia như vậy xong làm ông cho ký hết vô, ký tên, đứa nào đồng ý ký tên vô, thì có cái thằng anh lớn là có con vợ đi theo, là con vợ đâu có liên quan, ông cũng cho ký luôn. Hỏi ủa sao ông cho ký, ông nói bây giờ người ta cũng nhiệt tình, ta đến đây ta ngồi cả buổi cho ký luôn đó, là ký luôn, là đồng ý là chia, là cái trên rẫy là hai đứa này miếng nhỏ, còn miếng lớn là chia cho ba đứa kia, bốn đứa kia là có mặt hai mặt tiền luôn đó, là chia ra, phân chia ra hết rồi, là người ta đồng ý hết rồi. Nhưng mà có một nhà là không chịu, là vẫn kiện tiếp nha, vẫn kiện tiếp. Thì cái nhà từ đường mọi người nhớ là không, cái đời này là không được bán. Rồi cái khi mà cái đời này mà cái đứa hai đứa đang sở hữu đó mà nó trước khi chết nó làm di chúc là cái nhà này là nhà từ đường, thì cái đời kế cũng không bán được nha mọi người nha. Cái đời này là đang ở nè, làm di chúc là cái đời nhà từ đường, đời sau không được bán, là vẫn gọi là nhà từ đường, thì cái đời kế tiếp đứa nào sở hữu đó là cũng không được bán, còn cái đời sau nữa nó có bán thì là bán nha đó. Mọi người phải hiểu như vậy, tại sao mà bên đó nó cứ đòi cái nhà từ đường là như vậy đó, vì là cái nhà từ đường là không đứa nào bán được, chứ không phải là đồng sở hữu nữa đâu nha. Đồng sở hữu nói nên mà để ghi vô cái giấy tờ nhà mà là chữ nhà từ đường cái thì gọi là, nhưng mà nếu mà bây giờ có ghi vô trong đó là cái chữ nhà từ đường á, thì không ai được bán hết, không ai được bán hết nha. Còn đồng sở hữu là sau này làm nó đâu phải nhà từ đường đâu, vẫn bán được cho mọi người. Trên giấy tờ đâu ghi nhà từ đường, ông Vũ Linh đâu để ghi lại là nhà từ đường đâu, thì nó vẫn vẫn bán được như thường. Nó đồng sở hữu là nó bán là chia đôi á nha, bán là chia đôi đó. Tụi nó ghê lắm, nói chung là nó âm mưu, nó âm mưu nghe cái nhà từ đường để cho người ta dễ mũi lòng nha mọi người, để người ta nghĩ là cái đó là thương cha thương mẹ thương ông thương bà thì thôi cứ để vậy thờ cúng thôi, không có cần bán buôn gì hết trơn đó. Không phải bán buôn, nó làm nó gọi là nhân văn đó nha mọi người nhé, nó đánh vào cái tâm lý đó, nhưng mà cái tâm lý của nó chưa có đủ thuyết phục nha. Cái đó là nó hành một cái gọi là nhân văn nha, tại vì cái nhà từ đường là để thờ cúng ông bà, để mọi người có thể đến đó ăn uống ở nghỉ ngơi sinh hoạt gì đó, là một cái nơi gọi là đoàn kết đó mọi người nha. Nó dùng cái nhà từ đường là cái ý đồ của nó như vậy, nhưng mà là có chữ đồng sở hữu vô đó, mà không phải cái miệng thì nói nhà từ đường, nó trên giấy tờ đâu ghi nhà từ đường đâu, thì là vẫn bán như thường nha, vẫn bán như thường, chia như thường. Nói chung là mưu mô trước quỷ là như vậy, nhưng mà là đã bị bẻ gãy rồi đó. Bây giờ thì là đã nộp cái đơn là hủy giấy khai sinh, hủy giấy chứng nhận con nuôi, thì cái ông quận ông không hủy được, nhưng cái ông thành phố ông vẫn có thể hủy được nha mọi người nha. Do đó tôi bây giờ tôi cũng đang có cái gọi là hoang mang đó mọi người nha, tôi hoang mang đó. Ông quận thì ông không hủy được, nhưng cái ông thành phố ông có thể hủy, mà hủy thì là hủy như thế nào tôi cũng không hiểu, hủy là Lạng Loan không phải con nuôi nữa hay là sao đó. Cái ông Vũ Linh khi ông còn sống ông cho làm giấy khai sinh tên ổng, giờ hủy hủy kiểu gì
nếu cái ông trên trên thành phố mà ông hủy, mọi người đặt cái dấu hỏi chỗ này đi, nếu ông thành phố ông bảo là ông quận làm sai hủy luôn, thì Vạn Loan không phải con nuôi à, hay là Loan là con ruột? Rồi rồi cái trong giấy khai sinh dù có làm sai sót gì đi không biết, nhưng mà ông Võ Văn Ngoan đã đồng ý cho ghi tên mình trong đó. Nếu ông không đồng ý thì mấy chục năm trước đó ông đã đi cách đi rồi, ông sẽ ra tòa, ông sẽ yêu cầu tòa là xóa tên tôi trong giấy khai sinh của cô này nha mọi người. Thì trong thành phố này ông có dám hủy không? Mọi người đặt cái dấu hỏi chỗ này đi, ông thành phố có dám hủy không? Ông quận thì ông không có khả năng hủy rồi đó, ông không 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 làm được thì phải chuyển lên trên. Thì cái mưu mô này của bên kia là nó mục đích nhằm kéo dài cái drama này ra nha, nhằm mục đích là kéo cái drama này càng dài càng tốt, và sẽ có cái người tư vấn cho nó là bây giờ mày phải làm như vậy thì hồ sơ nó chuyển lên trên thì tụi tao mới giúp mày được nha. Tức là nó có quen cấp trên mà nó không quen cấp dưới nha mọi người nha, nó có quen cấp trên mà nó không quen cấp dưới. Thì cái thì sẽ có người tư vấn là phải làm dày dày này nè, giờ mày phải nộp này vô thì bên đây phải tiếp nhận, thì cái tiếp nhận nó xử không được thì nó sẽ chuyển lên cho tao, thì tao mới có thể giúp mày được nha mọi người. Thì tôi theo cái suy luận của tôi là như vậy đó. Chứ còn cái vụ này thì nếu muốn xử xử giấy tờ, nếu mà đúng ra của Loan khai sinh nè, rồi hồ sơ sổ bộ là có nè, thì tại sao là không xử? Cái con test đó, con test ngày qua nó nói nhiều cái đúng không mọi người, hôm qua hôm kia gì đó. Cái con đó chứ nó cái suy luận của nó là nó logic á, cái suy luận con đó là logic á, chứ không phải là nó nói bừa nói bậy đâu. Cái lúc nào nó tức nó chửi bậy thì không nói nha, nó tức nó chửi văn tục chửi thề này kia mình không không tính, nhưng mà cái lúc nó bình tĩnh mà nó phân tích rất là sắc bén nha, rất là sắc bén á, nó đâu đó logic cho mọi người. Không không không, ngày qua cái like mọi người nghe cái phần khúc đầu ngày hôm qua đó, khúc đầu ngày hôm qua mọi người nghe, mọi người thấy nó nói tôi là tôi cũng hết hồn luôn á, nhưng mà mình không nói được, mình không nói được nha mọi người, nó nói được mình không nói được, nó khổ vậy đó, chứ nói được mình nói cũng hay lắm đó. Phân tích cái đó ra trời không dám nói, bây giờ mình đâu đâu thể nào nói được, thì phải có người tư vấn cho cái bên con ve nha, cái bên tư vấn đó, đó. Cái người nào tư vấn cho nó đó. Bây giờ muốn kéo dài, thứ nhất là muốn kéo dài ra không có xử nha, kéo càng dài càng tốt, còn không thì mày đẩy nó lên trên, mà muốn đẩy lên trên thì phải nộp cái gì vô, thì là cái bên đó nó cái đội ngũ tư vấn bên đó rất là ghê gớm nha, chứ không phải bình thường đâu. Do đó mọi người thấy là bên Loan là cái cô luật sư là cô nộp cái gì gọi là đình chỉ vụ án đó. Nộp rất nhiều lần mà không đình chỉ, mọi người thấy ghê không? Không đình chỉ, nộp rất nhiều lần mà không đình chỉ mà lại cứ kéo 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 kéo. Thì cái ông đó là ông làm gì tôi cũng hiểu, nhưng mà cứ kéo ra, kéo cho nó dài ra, và bên kia tìm cách để mà nộp cái gì đâu đó, kéo kéo thứ nhất là kéo cho tới qua cái ngày sinh nhật của bả tháng 9 để làm chi, không nộp án phí nha. Cái bước đầu tiên là bây giờ làm sao kéo dài tới đó để không nộp án phí. Mọi người hôm qua mọi người có nghe là con ve nó mất trăm mấy chục triệu vì cái vụ chung chi gì đó không, bị lừa bị gì đó trăm mấy chục triệu, mọi người có nghe không? Không biết là chung chi vô vụ gì nha, cái con đó nó còn biết nhiều thứ đó mà nó chưa nói hết nữa nha mọi người. Bên kia chỉ khịa nó một vài câu là nó sẽ bung xõa hết đó nha mọi người, nó bung xõa hết đó, nó cũng không 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 có gì để luyến tiếc hết. Nó ngồi bên trời Tây nghe nó muốn chửi gì nó chửi chửi mát trời địa luôn, mình bên đây còn tém tém lại chứ bên kia nó đâu có ngại ngùng gì mà nó không chửi. Mọi người thấy đó là ngày qua nó lên gọi là bung 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 hết cỡ luôn và hôm nay nó tuyên bố đó, nếu Loan thắng nó nghỉ chửi nha, nó nghỉ chửi, còn nếu Loan thua thì nó con này mà không cảm ơn không xin lỗi không gì nó chửi tiếp, nó chửi muôn đời luôn, nó chửi chừng nào chán thôi.
Bây giờ hôm qua tôi có nói mọi người là đặt giả thiết mà ông Loan thua, thì cái vụ án này nó sẽ kéo dài tới năm tới Tết Congo nha mọi người nha. Loan thua là phải có phúc thẩm nè, phúc thẩm mấy cái cấp này mà không được nha, là Loan sẽ lên quốc hội nha mọi người nha, lên lên cái tòa án tối cao á nha. Rồi nó tối cao mà nó giải quyết Loan mà không được cái căn nhà đó đó, là Loan sẽ kháng cáo rồi lại lo lên, nếu mà không nữa là sẽ đưa lên quốc hội đó nha mọi người, không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà cái mục đích mà kéo dài vụ án là bên đó nó thành công rồi nha. Thì bởi vậy mới nói đang đặt giả thiết thôi, chứ còn bây giờ mình cũng đâu phải quan tòa, mình đâu có được biết hồ sơ hay gì đâu, mình đặt giả thuyết đó. Đó, đặt giả thuyết đó thì cái vụ án sẽ còn kéo rất là dài nha. Và bên này nghiên cứu hồ sơ mấy tháng cái lại ngâm 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 hết năm nay chưa xong đó nha mọi người nha. Hết năm nay chưa xong á, chứ đừng có nói mà chuyện đơn giản đâu. Bữa nay là hết tháng 3 đó, là mất 3 tháng rồi, mất hết quý 1 rồi đúng không? Bây giờ quý 2 bắt đầu mới nghiên cứu hồ sơ. À, nếu mà nếu mà xong xuôi đó, thì quý quý 2 là nghiên cứu hồ sơ, quý 3 mới xử. Đó, xử xong rồi còn 15 ngày kháng cáo hay gì đó. Nếu mà không có ai kháng cáo thì thôi, còn ai có kháng cáo là có chuyện tiếp á. Mọi người thấy nó kéo dài chưa? Nó kéo dài đó. Còn nếu mà nó thắng được cái BH thì là ok nha, thì tôi thấy có vẻ là vui đó. Nhưng mà không biết sao, không chưa công bố cũng chưa có chính xác thì thấy là vui rồi đó. À, theo thông thông báo của Mã Tư Thanh là vui nha. Có chuyện vui, vui lắm. Sẽ ăn mừng chiến thắng mọi người nhớ không? Là cái đó coi như là ổn rồi đó nha. Còn mà nó kéo lên cái cấp thành phố nữa thì không biết họ xử kiểu gì đó. Thôi bây giờ bình luận nhiêu đây thôi nha mọi người. À, bình luận cho nó vui chút thôi. Còn bây giờ là giới thiệu sản phẩm nha. Cô chú anh chị mua hàng rồi gọi điện số 0925366 nha. Rồi đây giới thiệu nha mình cái chai này nha. Cái chai này, cái chai xịt xoang nha cô chú anh chị. Ai mà đang bị viêm xoang á, mình mua cái chai này mình xịt nè. Cái chai này của Nhật nha. 250 một chai nha. 250 một chai, ai mua hai chai miễn ship nha. Cái một cái chai này là 30 ml dành cho những người mà đang bị viêm xoang đó, mình xịt. À, cái chai này là đát mới nha cô chú anh chị. À, đát là 2028 nha, hàng mới về hôm nay nha, đát 2028. Nói chung là bên mình là không không có chữ hàng đâu mọi người. Chữ hàng không có chữ hàng. Bán hết tới đâu lấy tới đó thôi, chứ cũng không có chữ hàng. Do đó là mọi người mua là cứ yên tâm là đát mới nhất nha. Rồi, hàng thì nó bao la lắm, bây giờ hàng bao la lắm, người ta nhập về thường xuyên. Nó có hết thì nó hết 1-2 tuần rồi nó lại có lại nha cô chú anh chị. Rồi một cái chai này là 250.000 nha cô chú anh chị nha. Và hôm nay ai mua thì sale là còn 230 nha, sale cho mọi người còn 230. Còn cái này là cái viên 3B nè. Cái 3B này là của Orihiro, là cái hãng này mình làm đại lý. À, có cái tem phụ nha mọi người nha, có tem phụ nè. Cái này là nó dành cho những cái người nào mà vòng một mà không săn chắc thì mình uống để cho nó săn chắc vòng một nha. Rồi cái thứ hai nữa là những cái người nào mà vòng một mà nó không phát triển đó nha, gọi là uống để cho biến cam thành bưởi nha, biến cam thành bưởi màng hình phẳng đó. Đứa nào mà nó màng hình phẳng đó, con gái mà nó màng hình phẳng đó, mua cho nó này nó uống rồi cho nó biến cam thành bưởi. Một liệu trình là uống 2 đến 3 lọ là nó có kết quả rồi nha, 2 đến 3 lọ. Rồi một cái lọ này thì đang sale chỉ có 530 một lọ thôi. Ngày uống 10 viên, sáng 3, chiều 3, chiều 3, tối 1 nha. Tối là trước khi đi ngủ là uống 1 viên, còn là 3 bữa kia là mỗi bữa 3 viên. Một cái lọ này sẽ uống được 1 tháng, liệu trình là uống 2 đến 3 lọ, tức là 2 3 tháng nha, 530 một lọ thôi. Cái này mà chị em nào trong giai đoạn tiền mãn kinh nhé, mình uống nó cũng giảm triệu chứng tiền mãn kinh mà uống cái này nó cũng đẹp da nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha mọi người nha. Đó là 3B Orihiro. Còn cái này là sữa ông chúa nha nha mình. Sữa ông chúa này một hộp là 365 viên. Một ngày mình uống từ 1 đến 2 viên nha. Cái sữa ông chúa này có 20 loại amino acid, nó giúp bộ tăng cường sức khỏe nha. À, giúp đẹp da. Chị em mà phụ nữ mình uống cái này thì da nó sẽ đẹp và đồng thời nó sẽ khỏe nha. Người nào mới ốm dậy thì mình có thể là uống sữa ông chúa để mình phục hồi. Một cái
Một cái hộp này 365 viên, nếu mà mình uống ngày một viên là mình uống đúng một năm nha. Còn nếu mình uống hai viên, ngày hai viên thì mình uống là 6 tháng. À, cái này là 590 một hộp nha. To đùng như vậy nè. Mọi người, cái viên viên là nó vàng ươm nhìn rất là đẹp. À, cái viên nó to vậy chứ mà dễ nuốt nha, tại cái này nó viên nang mềm á. Mọi người nuốt nó dễ lắm. Rồi một hũ này chỉ có 590 thôi, ai mua thì inbox địa chỉ số điện thoại nha. À, hôm nay có chương trình sale cho mọi người cái chai này nha, cái cặp này nè. Cặp này hôm nay sale giá cực tốt nha cô chú anh chị. À, cái này là dầu gội xả Sa Long Linh của Nhật. Đây là một cái dầu gội mà rất là nổi tiếng. Một cái chai là 1000ml nha. Mọi người thấy cái chai to không? Một chai 1000ml. À, mua nguyên combo này là chỉ có 300.000 thôi nha. Hôm nay sale là có 300.000 một combo này thôi. Đó cô chú anh chị nào mà mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. Cái này gọi nó thơm mọi người nha, gọi nó rất là thơm và nó giúp mình cái tóc mình suôn mềm mượt nhé, không có hại da đầu, hoàn toàn tự nhiên nha mọi người. Một cặp này chỉ có 300.000 thôi nha, là cái chương trình sale nó có số lượng có hạn mà, có những chị ai mua thì cứ comment liền nha, tại vì nó không số lượng không có nhiều. 300.000 cặp chạy ra 150 chai thôi, to đùng bách vạn nha mọi người. Xài nếu mà một người xài chắc phải cả năm mới hết rồi nha. Dầu gội Sa Long Linh nha, của Nhật nha cô chú chị nha. 1000ml. Còn cái cặp này nè là của dầu gội này là của Hàn Quốc nè, Rio Hàn Quốc nha. Một cái cặp này là 450 mà sale còn 390 nha cô chú chị. 450 sale còn 390 một cặp này. À, ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. À, một chai xả một chai gội nha nhà mình. Mọi người mua là mình nên mua cái chai xả nhé, có nhiều người là họ không mua chai xả. Thực ra cái chai xả nó mới là dưỡng tóc nha, cái chai gội là nó giúp mình sạch tóc, cái chai gội nó giúp mình sạch tóc, còn cái chai xả là nó giúp dưỡng tóc đó. Nó muốn tóc suôn mềm mượt đó là mình phải xả, có cái chai xả vô đó. Một cặp này là hôm nay sale là còn 390 thôi nha mọi người nha. 390 một cặp dầu gội Rio thảo dược của Hàn Quốc nha. À, cái chai này thì nó 550ml, 550ml nha. Còn đây giới thiệu nhà mình cái chai sữa tắm này nha. Cái chai sữa tắm này là sữa tắm của Nhật nha cô chú chị. Một chai là 800ml nha. Một chai là 800ml, 175.000 một chai, nhưng mà riêng trên cái line này sale cho mọi người là còn 130 một chai nha. 130 một chai, 800ml một chai to lắm. Cái sữa tắm này tắm thứ nhất là nó thơm nè, nó tẩy được cái tế bào chết này, giúp sáng da nè nha, dưỡng ẩm cho da. Cô chú chị nào ai mà thích cái sữa này mọi người về trải nghiệm nè. Nó thơm, nó giúp mềm da, nó cấp ẩm cho da. Nếu mà ai mà da khô á là mình nên mua cái loại này. Với lại ai mà da mà nó không đều màu á, mình mua cái loại này mình tắm để cho nó sáng, cho nó đều màu nha. Vừa dưỡng trắng da, vừa dưỡng ẩm, vừa tẩy tế bào chết, rất là tốt nha. Sale hôm nay chỉ còn có 130 một chai thôi nha. Sữa tắm Hatomogi nha. Còn cái chai này là cái chai nước súc miệng nha. Cái chai này cái chai nước súc miệng, chai màu cam này, mình xúc để nó ngừa cái mảng bám, mình ăn cơm xong á khoảng 30 phút sau là mình xúc miệng để cho nó đánh bịch cái mảng bám còn sót trên răng, thì nó ngừa được cái cao răng nha. Cái chai này 200 thì nay sale còn 180 nha, 200 sale còn 180. Còn cái chai màu xanh này nè, là nó là cái vị trà xanh, nó kháng khuẩn chuyên sâu nha. Rồi một cái chai này là 220, hôm nay sale còn 200 nha. Nó có màu cam nè, màu cam là giá 180, màu xanh, màu đen, màu hồng, màu trắng là nó 220, sale còn 200 nha cô chú chị, là nước súc miệng á. Porodin của Popolin của Nhật nha mọi người nha. Gọi là nước súc miệng thần thánh. Rồi cái chai màu đen là dành cho mấy ông mà hút thuốc nhiều á. Mình uống để mình xúc để cho nó không có hôi miệng á. Còn cái màu hồng á, là nó sẽ giúp thơm miệng nha. Màu trắng thì nó giúp trắng răng. Đó, mỗi cái chai nó sẽ có một cái công dụng. Cô chú anh chị có thể mua cái này về mình xúc miệng hàng ngày nha.
màu màu cam là sale còn 180, còn những màu còn lại là sale còn 200 nha. Còn cái này là cái sữa tắm mà thơm cái mùi sữa bò nha mọi người. Nên là mọi người có con bò trên đây này nha, sữa tắm bò, cứ kêu là sữa tắm bò đó. Một chai này 160 ngàn nha. Cái này được 550 ml nha, sữa tắm Nhật, cái này cũng thơm thích lắm, tắm cái này ghiền luôn á. Mùi 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 ngọt ngọt của mùi sữa bò đó. Còn cái này là sữa rửa mặt Cetaphil nha mình nha, sữa rửa mặt Cetaphil. Một cái chai này á là nó là 591 ml. Cái này nó dành cho tất cả mọi loại da, mà đặc biệt là da da dầu da nhờn á, mình nên sửa cái rửa mặt này này. Cái rửa này này là không có paraben nha, không có cái hương liệu nha mọi người. Cái này an toàn cho cả người lớn và các em bé luôn nha, bé tắm được luôn. Gia đình nào mà mẹ bà mẹ trẻ mà có em bé đó, mình mua về là cả mẹ cả con cùng rửa mặt cùng tắm được luôn nha. Một chai này là 390 và hôm nay sale còn 350 thôi nha, sale còn 350 một chai. Ai mua là comment địa chỉ số điện thoại nha. Còn ai mà cái dầu mà cái đầu mà bị gầu á nha, nếu mình bị gầu á thì mình mua cái cặp này nè. Cặp này gọi là dầu gội ly ông, dành cho những người da dầu mà bị gầu á, đầu mình có gầu nhiều á, mình mua cái cặp này. Cặp này là bữa nay đang sale là 360 một cặp nha, đang sale là 360 một cặp thôi. Bình thường nó là 400, mọi người 400 một cặp, nay sale còn 360 một cặp. Mọi người nên mua một chai gội một chai xả luôn nha. Còn cái này là sữa tắm cool. Cool là nó mát lạnh nha mọi người, nó mặc hà đó, tắm vô mà nó mát lạnh đó. Nam Bộ hiện tại là rất là nóng nha, trong một năm của Nam Bộ thì cái tháng 4 là cái tháng cực kỳ nóng, tháng 3 cũng cực kỳ nóng nha. Nếu mà các ông cái này dành cho quý ông này tắm mà vô mình nó tắm mát, xối nước vô cái nó mát lạnh luôn đó, là mua cái này nha, sữa tắm này 160 một chai thôi nha. Đây sữa tắm cool. Còn cái sữa tắm này nè mọi người, là cái sữa tắm mùi hương nước hoa nha. Nó có màu đen, màu vàng, màu hồng, màu xanh, nói chung là nhiều màu lắm, mỗi màu một mùi. Mọi người cứ trải nghiệm từng mùi một. Ai mà thích tắm mà có cái mùi hương nước hoa thì mình mua cái chai này 160 một chai nha. Sữa tắm của Pháp nha mọi người nha, 600 ml nha, một cái chai này là 600 ml. Đó là ai mua thì cứ comment địa chỉ nha mọi người, để sữa tắm của Pháp nha. Phân xe này đó. Và chú anh chị ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Coi còn gì nữa đem ra nốt nè. Còn cái này là sữa rửa mặt, sữa rửa mặt tạo bọt nha. Đó, mình xịt nó có cái đầu xịt này nha, mình xịt ra cái là nó ra bọt, mình rửa mình không phải phải lấy tay mình tạo bọt á, thì mọi người có thể mua cái chai này nha, 130 một chai thôi nha, 130 một chai sữa rửa mặt tạo bọt. Nó có cái vòi, mọi người ấn cái nó xịt ra nó có bọt luôn, mình không phải mất công mình tạo bọt cho nó nha. Rồi còn cái này là nước tẩy trang và dầu tẩy trang nha. Cái này dành cho chị em nè, những người nào mà mình đi ra ngoài đường về mà mình thì bụi bặm á, là mình phải tẩy trang, hoặc là mình dùng kem chống nắng mình cũng tẩy trang nha. Hoặc là mình trang điểm nè, mình có xài kem chống nắng là mình tẩy trang, thì mình có thể mua cái chai, nếu mà mình ít ít trang điểm á thì mình mua cái chai nước tẩy trang. Còn nếu mình trang điểm nhiều thì mình phải xài cái dầu tẩy trang nha. Trang điểm nhiều mọi người xài cho mình cái chai dầu tẩy trang. Chai dầu tẩy trang là 240, cái chai nước tẩy trang là 220 nha. Và hôm nay nếu mà ai mua combo mà hai chai thì được miễn ship nha. Mọi người mua ví dụ không ai mà xài lúc hai chai hết, nhưng mà ví dụ như mình là mấy chị em á, là rủ nhau mua chung để nó có được cái miễn tiền ship nha mọi người. Mọi người mua ví dụ là rủ thêm bạn bè chị em gì đó
À, nói giờ tắm mày mua chung đi để miễn ship đó, vậy đó mọi người. Thì là nó có cái lợi là chỗ đó nha. Cái chai này là chai dầu nè, ai mà trang điểm ví dụ như là phấn lót, phấn kem nền, phấn phủ gì đó nhiều đó là mình phải xài cái dầu á, tẩy nó mới sạch, hoặc là mascara đồ các kiểu đó nha. Thì chào bạn, mình nhận được tin nhắn của bạn rồi. Bạn cứ cho mình địa chỉ là mình sẽ giao hàng nha. Bạn muốn 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 nhận cái hàng gì bạn cho mình địa chỉ để mình sẽ giao hàng. Bạn muốn mua cái gì bạn comment vô đó đi, comment giùm mình là bạn thích cái loại gì rồi cho mình thêm cái địa chỉ rồi mình sẽ giao nha. Mình thấy tin nhắn rồi đó, có tin nhắn là có số điện thoại rồi nhá. Rồi mọi người, đó là nãy giờ thì cho mọi người một số cái sữa tắm với lại dầu gội nha. Là những cái loại này là những cái loại nổi tiếng đó mọi người, và được nhiều người tin dùng á là mình mới lấy về nha, chứ còn mà ít ơ là mình không có lấy mọi người đó. Để kết vô đã nha. Chỗ này nó hơi chật chội mà nó nhiều đồ, dẹp vô cho nó rộng rộng chỗ này đã. À, chị em mua cái chai này đi, mình hôm nay sale mọi người, mua một cặp là mình miễn ship nha, mua một cặp là mình miễn ship cho mọi người. Còn nếu mà ai mua lẻ một chai á, thì cái chai mình giảm cho mọi người, mỗi chai là 20.000 nha, là cái chai nước là 20.000, 200.000 nha, còn cái chai chai dầu là 220 đó. Nói chung là mỗi cái giảm chút cho nó vui nha mọi người. Còn cái chai này là cái chai thông cống nha, mình mua về mình đổ vô cái chậu rửa chén nè, cái chậu rửa mạch nè, cái hố ga nè, để cho nó có cái rác rưởi gì trong đó nó thông đi. Chị cho em biết chị bán đi để lát má em coi mà mua. Rồi ok rồi, 750 một chai, 75.000 một chai nha, chai thông cống nè, được 800 ml, 75.000 chai. Mọi người mua về cứ đổ vô cống cho nó thông. Rồi còn cái chai này là cái chai để mình xịt. Cô đang like con ơi, có gì không? Cho con lên chỗ này được không? Không, về nhà. Sao Cô nhỏ? đang live stream. Rồi cái này là những cái thiết bị trong nhà bếp của mình á, mà mình tẩy rửa bình thường nó không có sạch được nha mọi người. Dầu mỡ nó đóng dày quá, nó cứng á, thì mua cái chai này về xịt vô nha. Ví dụ như là cái bích vách nhà bếp nè, mà mình nấu á, nó bám lên nó dầu mỡ nhiều quá, hoặc là những cái lò vi sóng hay cái gì đó, cái thiết bị trong nhà bếp mình á, mà đóng dầu mỡ, nồi cơm điện vậy đó, là mình đóng nhiều, nó cứng, mình không chùi sạch được. Mọi người xịt cái chai này vô rồi mọi người lau là nó sẽ sạch hết nha. Những cái chai mà xịt xịt này xong á, thì mọi người lau á, thì mọi người lấy khăn giấy á. Nhà mình là mình xài khăn giấy thôi, đeo cái bao tay vô xài khăn giấy xong dục luôn, chứ đừng có lấy khăn nha. Mọi người đừng có lấy khăn mà chùi rồi xong rồi giặt khăn rồi tốn nước mà tốn xà bông rồi hư cái tay này nữa nha. Tôi là bây giờ tôi cứ xài khăn giấy nè. Mọi người mua cái giấy, mua giấy này nè, mình mua cái cuộn bự bự vậy nè đó, là mình xài thôi. Còn nếu không là mọi người mua cái giấy nhà bếp này nè, cái giấy này thì nó dày nè, nó để coi giá nhiêu tiền cứ quên hoài. Mua mấy cái cặp này nè, mình làm giấy này nó dày, mình chùi nó sạch nha. Giấy này là nó cắm như cái ống trong nhà bếp đó, để trong nhà bếp. Mọi người mua cái này, ai muốn này comment đi, mình coi giá rồi mình báo giá, không có nhớ giá mọi người. Là cái chai này á, mình xịt vô làm chùi là nó sạch bóng láng hết nha, rất là ok nha. Còn cái chai này là cái chai xịt trong nhà tắm, mọi người xịt bồn cầu á, để mình chà rửa cái bồn cầu á. Cái này cái dạng xịt đó là nó không có hao, nó thơm nhiều dịu nhẹ mà nó không có hao. Mình xịt nó phun phun vô là mình lấy chà chổi mình chà cái là sáng bóng liền, thơm thơm tho liền nha. Một chai này 65 ngàn thôi mọi người. Nhà mà có nhiều bồn cầu thì mua mỗi một cái bồn cầu là một cái nhà tắm là một chai này nha.
Rồi cái chậu rửa mặt cũng vậy nữa, mình lấy bên này mình xịt lên, chùi cái là sạch bón luôn. Thơm, không có bị hôi nha. Còn mấy cái mà mua hồi đó mà mua ngoài siêu thị á, mọi người làm mấy cái chai mà cái gì Vim đồ này nọ, trời nó hôi lắm. Nó hôi chịu không nổi luôn nha. Nó hôi nồng nặc lắm. Mọi người để mình cắm pin nha, để nó báo. Báo pin yếu à. Tháo mic ra là cắm pin thì nó không còn mic nữa nha. Mình cắm mình sạc luôn để lát mình có mình xài để nó lạc mất. Mọi người mua gì mọi người cứ chụp cái hình lại, tại vì đến khi mà nói gì đó hồi giải thích nhiều khi nó không rõ, mà có cái hình là nhìn là biết liền. Những cái gì mà nó không có trên này mọi người cứ muốn mua muốn tư vấn, mọi người cứ chụp cái hình gửi qua cho mình nha, mình sẽ tư vấn, mình sẽ báo giá. Tại vì có những cái sản phẩm mình không có lấy về đó mọi người, cái này là mình cũng lấy về nhà mình xài thôi, rồi mình sẵn mình chia sẻ với mọi người thôi. Mình là đại lý của cái hãng này luôn, của cái công ty luôn, nó bán hàng ngàn cái sản phẩm gọi là gia dụng á. Thì cái gì nhà mình xài thì mình lấy về mình xài rồi mình chia sẻ với mọi người, chứ cũng cái này mình cũng không 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 nặng về bán mấy cái này nha. À, cái này là để xịt, cái này cũng là xịt các cái thiết bị trong nhà bếp mọi người. Mình làm sạch những cái thiết bị nè. Đây cái chai này cũng được nè, cái chai này 65.000 nha. Cái chai nãy hình như chưa báo giá mọi người, cái chai này nó tới 150 nha mọi người, 150 một chai. Và hôm nay ai mua thì giảm 10.000 nha, giảm cho nó vui thôi cô chú anh chị nha. Còn cái chai này 65.000, cái này lau kính, lộn rồi, cái này lau kính nha. Cái này lau kính. Đây, nhà nào cửa kính nhiều thì mua cái này lau cho nó sáng bóng lên nè nha. Một chai 65.000. Mấy cái này là mua nhà xài mọi người, còn cái này là tẩy lòng máy giặt nha. Một lần là đổ vô nguyên chai này, chọn cái chế độ là vệ sinh lòng máy giặt. Cái lòng máy giặt nó cực kỳ dơ, nó dơ ghê lắm mọi người, đóng trong nó kinh lắm. Có một lần nhà mình tháo ra đó, nó hư á, xong rồi kêu thợ tới tháo ra, trời ơi nó dơ kinh khủng khiếp đó mọi người. Bây giờ do đó là mình cứ 3 tháng là mình đổ một chai này vô rồi mình vệ sinh cái lòng máy giặt cho nó sạch sẽ, quần áo mình cho nó thơm tho nha. Một chai 65.000 nha mọi người, 65.000 một chai thôi. Mọi người mua bao nhiêu chai mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Mọi người muốn mua gì mọi người cứ comment cho mình, hoặc là chụp cái hình gửi vô nha. Bóc bóc mấy cái này, cái tay nó dơ lắm, để cái tay còn đây là sạch cái cho nó sạch sẽ. Để lấy cái viên uống cái đã nha mọi người. Cái vỉ đâu ta, cái bỏ qua bỏ lại rồi không biết bỏ đâu nữa. Đây đây có rồi. Đây uống cái này nè mọi người. Cái hộp của nó đâu rồi ta. Ngày hôm nay là đi đi đám giỗ tuốt trên Bình Phước á, mà không có đem theo uống. Bây giờ một ngày là uống một viên thôi, cái này là bổ não, uống cho nó tăng cường trí nhớ, cũng cứ nhớ nhớ quên quên. Tay dơ nè, tay dơ không có bóc, tay này giờ bóc từ lơ dơ. Còn ngay mọi người uống một viên này thôi. Ai mà đang nạo cá vàng là uống nha. Những bà mẹ sau sinh nạo cá vàng nè, những người sau Covid mà bây giờ cứ suy giảm trí nhớ nè, những người lớn tuổi á, suy giảm trí nhớ nè, mình uống để cho nó tăng, nó phục hồi lại nha. Nó phục hồi nha mọi người, nó phục hồi rõ luôn đó nha. À, uống thì
sẽ có người là hỏi uống bao lâu thì phục hồi. Tôi thì tôi cứ uống là nó phục hồi nào tôi cũng không biết nha, cứ uống hết cái hũ này khui hũ khác thôi chứ cũng không biết là nó hết từ hồi nào. Nhưng mà bây giờ là hồi đó là 36 số TV đọc không được, là bây giờ đọc thuộc nha. Cái số điện thoại á, hồi xưa đọc cũng không thuộc, đọc để mà nhập vô á, nhập vô để gõ, để gọi điện thoại á. Thì hồi xưa mà đọc mà đọc 3-4 lần chưa xong, mà bây giờ đọc 2 lần là thôi là ok rồi đó. Đọc 1-2 lần là nhớ là cái số điện thoại là 9-10 số đó, 10 số đó là nhập thuộc. Là mình uống, lúc trước thì mình uống cái này mọi người. Lúc trước là mình uống Ginkgo Mỹ nha. Lúc trước là uống Ginkgo Mỹ, uống cũng 6 lọ đó. Cứ hết là uống thôi chứ cũng không có, tại nhà bán mà, nên là cứ hết là khui uống. Rồi lúc này cái này uống hết rồi thì khui qua cái thằng này là của Hàn Quốc nha. Cái này của Hàn Quốc, một hộp là 120 viên, một ngày là uống một viên thôi. Ai mà ngại uống nhiều thì mua cái loại một viên cho nó đỡ phức tạp nha. Là uống ngày một viên. Trong này nó vừa có Ginkgo nè, vừa có vitamin A nè, có B2, B6 và có kẽm nữa nha. Đây là những cái thành phần mà nó tốt cho não đó. Nó giúp mình tăng cường trí nhớ, giúp máu huyết lưu thông, ngừa đột quỵ. Ai hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu uống nè. Ai mà mất ngủ nha, ai mà cứ nói là tôi khó ngủ, mất ngủ gì đó là uống nha. Rồi ai mà đi học, đi làm mà làm máy tính á, rất là làm công việc văn phòng á, mà nó mình muốn cho cái công việc của mình mà mình tỉnh táo, mình làm việc nó hiệu quả, mà tăng cường trí nhớ đó, giúp mình nó gọi là tự nhiên cái từ quên mà lâu lâu quên ngang hông rồi đó, tăng cái sự tập trung nha, tăng cái sự tập trung đó thì mình uống nha. Tại vì những cái người đi làm là học, đi học với đi làm là nó stress đó mọi người nha, là nó stress, là nó mệt cái đầu óc á, mình uống để cho nó thư giãn cái đầu óc ra, nó tăng khả năng ghi nhớ và nó tăng khả năng tập trung nha. Thì uống cái loại này ngày một viên, nếu ai muốn uống ngày một viên thì mua cái hãng này. À, cái hãng này là 1,2 triệu một hộp, nhưng trên line này chỉ sale có là 890 một hộp thôi nha, sale 890 một hộp. Trong này nó có hai hộp nhỏ, mọi người có thể mua một hộp nhỏ cũng được, mua hộp nhỏ thì chia đôi ra thôi. À, một hộp uống tới 4 tháng rồi mà, uống 4 tháng một hộp này đây nha mọi người. Nó có hai hộp nè, mọi người có thể mua một hộp này, ai mua một hộp này cũng bán luôn nha, ai mua một hộp này cũng bán luôn, chia đôi tiền ra thôi đó cô chú anh chị nha. Một hộp nhỏ là mình uống được 2 tháng. Còn nếu mà uống 2 viên một ngày thì uống loại này. Loại này là Ginkgo Mỹ. Ginkgo Mỹ này thì nó thành phần của nó là 100% là lá ginkgo, không có bổ sung thêm gì hết nha. Hàm lượng một viên là 120 mg. Trong này 340 viên, ngày uống 2 viên là cái này mình uống được tới 1 tháng nha cô chú anh chị nha. Và cái này 550 một hộp. Hôm nay ai mua thì được miễn ship nha. 550 một hộp miễn ship nha cô chú anh chị. Đó. Hôm nay ai mua thì được miễn ship. Lúc trước là phải mua 2 lọ mới được miễn ship, nhưng mà hôm nay trên live này cô chú anh chị mua 1 lọ cô chú anh chị cũng được miễn ship nha. À, cái này là những người lớn tuổi trung niên đó, già đó là nên uống. Thứ nhất là mình uống để cho mình tăng cường trí nhớ. Cái thứ hai mình nó máu huyết lưu thông thì mình ngừa được đột quỵ nha. Cái người già là người ta sẽ bị suy giảm, ai cũng bị giảm hết chứ không phải ai không đâu. Đến một cái tuổi nào đó là tự nhiên nó sẽ suy giảm. Thì mình uống, thứ nhất là ai đã giảm rồi thì mình uống để cho nó tăng cường trí nhớ lên. Còn ai chưa giảm thì uống cho nó đừng có giảm nha mọi người nha. Đó, là máu huyết lưu thông là ngừa được đột quỵ luôn. Một cái hũ này 550 uống tới 6 tháng nha cô chú anh chị. Bao ship luôn, hôm nay bao ship luôn nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Đó là cái Ginkgo Mỹ nha. Còn nếu ai muốn kêu Hàn thì mua Hàn, ai muốn Mỹ thì mua Mỹ. Ginkgo Úc cũng có nha cô chú anh chị, mà bữa nay không còn hàng ở đây, Úc giao hết rồi. Ai muốn Ginkgo Úc thì cũng cứ comment, mình sẽ giao Ginkgo Úc. Ở đây có Ginkgo Nhật, đây, Nhật đây. Nhật đây nha cô chú anh chị. Cái lá Ginkgo này nha, mọi người thấy nãy giờ toàn màu xanh này đúng không ạ? Cái áo em cũng màu xanh luôn nha. Rồi trong này có DHA và EPA. DHA và EPA là cái thành phần này có trong dầu cá. Như vậy đây là một cái sản phẩm bổ não tổng hợp nha. Có cái DHA EPA là có dầu cá đó, mà dầu cá thì vừa giúp tốt cho não mà vừa giúp sáng mắt nữa nha. Một cái hộp này là đang sale chỉ có 490 thôi nha cô chú anh chị, 490 một hộp. Một ngày uống 2 viên là cái lọ này mình uống được 1 tháng nha. Nếu ai chuộng hàng Nhật thì cô chú anh chị mua loại này nha, Ginkgo Nhật. Đó. Còn nếu mà mình không thích những cái loại đó thì
thì mình có thể uống loại này. Nếu ai đang muốn bổ não thì có thể uống cái loại này. Cái này là DHA. Bổ não này là DHA là 1000mg, hàm lượng là cao nhất trong tất cả các cái sản phẩm bổ não nha. Một lọ là 120 viên, ngày uống 6 viên là một cái lọ này mình uống được trong được 20 ngày. Như cô chú anh chị mình uống 20 ngày. Vừa tốt cho não nè, vừa cho tốt cho tim mạch nè, giúp ổn định huyết áp nè. Cái này giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông và ngừa được đột quỵ nha. Rồi nó lại giúp sáng mắt nữa nha. Cái này là dầu cá ha cô chú anh chị nha. Cái này là dầu cá, nó giúp sáng mắt phòng ngừa đột quỵ nha. Một cái hũ này là sale còn 650 nha. 650. Rồi cô chú anh chị ai mua loại nào thì cứ comment nha. Còn nếu cô chú anh chị không thích những cái loại này, đây giới thiệu cho một cái loại bổ não khác nữa nè. Rồi cái loại này nha nhà mình nha. Cái loại này cũng là bổ não nè. Đây nha cô chú anh chị. Đó, cái hộp này gọi là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Samsung Hàn Quốc nha. Cái này trong này nó 20 loại thảo dược nha, 20 loại thảo dược. Nó giúp thứ nhất là nó tăng cường trí nhớ nè, giúp máu huyết lưu thông nè. Máu huyết lưu thông thì nó ổn định huyết áp nè, nó ngừa được đột quỵ nha. Rồi nó hỗ trợ điều trị tai biến. Những người nào đang tai biến là mình uống để hỗ trợ điều trị. Những người mà rối loạn ngôn ngữ đó mọi người, là Alzheimer đó, là mình cũng có thể uống cái loại này nha. Những người già, người lớn tuổi là mình uống để phòng ngừa. Ai chưa bị thì phòng ngừa nha. Và đồng thời nó cũng giúp tăng cường sức khỏe nè cô anh chị, tốt cho não mà giúp tăng cường sức khỏe luôn. Cái viên đó nhẹ nha mọi người. À, để cái này là một ngày á, là uống một viên thôi. Một hộp này là uống được 2 tháng nha. Một hộp này là uống được 2 tháng của chú anh chị. Đây mình khui cái này ra cho mọi người nha. Cái này nó dẻo dẻo, nó thơm thơm. Ở chết cha rồi. Hồi nãy mới uống cái kia rồi mọi người. Thôi bữa nay không uống được nha. Hồi nãy mới uống cái bổ não kia rồi quên. Mới uống xong. Cái này để lúc khác đi. Chứ uống hai cái lúc thì nó không... không hơi dư mọi người, hơi dư đó, để lúc khác. Rồi một cái hộp này á là 1.200.000 nha cô chú anh chị. Và hôm nay ai mua thì sale là còn 990.000 nha. Và một cô chú anh chị được tặng một túi kẹo nha. Hôm nay ai mua được tặng một túi kẹo nha cô chú anh chị nha, được 990.000 được tặng một túi kẹo đó, là bổ não An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Samsung Hàn Quốc nha cô chú anh chị. À, có cái chữ Samsung to đồng đây nha mọi người nha, có chữ Samsung to đồng này nè. Rồi cô chú anh chị ai mua bổ não loại nào thì cô chú anh chị cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha, cho để lên đây luôn cho nó cao cao luôn nha. Đây để giới thiệu cái hộp dưới rồi nha. Rồi cái hộp ở dưới này là cô chú anh chị nè, cái hộp dưới này nè, đây nè nha. Cái hộp này là đông trùng hạ thảo nha, đông trùng hạ thảo. Trong giới mình bán buôn thì cứ nói nhau là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng nha. Nó có hộp gỗ khác nữa nên cái đặc trưng là hộp gỗ vàng. Cái này hãng Can Qua nha cô chú anh chị, hãng Can Qua nè. Và cái có Samsung bảo trợ nha, đây cũng có cái chữ Samsung nè, Can Qua đây nè, và chữ này Can Qua nè, cái này Samsung. Đó. Thì một cái hộp này á là nó 60 gói, hộp 60 gói, mỗi gói là 30ml. Đây. À, cái này mình chỉ lắc lắc lên là mình uống thôi cô chú chị nha. Mình chỉ lắc lắc lên vậy là mình uống thôi. À, còn ai mà muốn pha thêm mật ong thì pha, nhưng mà thường thường mình thì mình chỉ uống vậy thôi, là lắc lắc lên là xong là uống thôi. À, một hộp 60 gói. Mỗi gói là nó 30ml. Một ngày á là mình uống 1 đến 2 gói nha. Nếu mà mình đang là người sức khỏe bình thường thì mình uống ngày gói cũng được. Nhưng nếu người nào mà mới ốm dậy, muốn cho phục hồi sức khỏe mà phục hồi nhanh thì mình uống một ngày 2 gói này luôn nha. Uống 2 gói cho nó nhanh. Cái đông trùng hạ thảo á, thì nó rất là nhiều cái công dụng tốt của chú anh chị. Thứ nhất là nó uống đông trùng hạ thảo này vô tăng cường sức đề kháng nè, tăng cường hệ miễn dịch nè nha. Nó giúp điều hòa huyết áp nha.
thằng cao á, thì nó hạ xuống, mà thằng thấp thì nó đẩy lên. Dạ, đó là ai mà huyết áp thì mình uống cái đông trùng hạ thảo rất là tốt. Rồi những người bị tiểu đường, tiểu đường mình cũng uống đông trùng hạ thảo cũng tốt luôn nha. Rồi những cái người mà bị hô hấp, hen nè hay là suyễn nè, viêm phế quản đó, những người mà bị hô hấp đó, là uống đông trùng hạ thảo này nó hỗ trợ nha, giảm các thì mình nên uống cái đông trùng hạ thảo nha mọi người. Đây, vấn đề hô hấp đó. Và đặc biệt là quý ông nha, quý ông mà muốn gọi là tăng cường bản lĩnh đàn ông đó nha, tăng cường sinh lý á, thì mình lại càng nên uống đông trùng hạ thảo nha cô chú anh chị. Cái này là quý ông mua rất là nhiều nha, đàn ông họ biết là cái nào tốt là họ mua. Đàn ông thực ra họ khôn hơn đàn bà nha mọi người nha, tôi thấy đàn ông họ khôn hơn đó. Những cái gì mà quý á, là họ mua về họ uống hết. Xăm họ mua về ngâm rượu họ uống, họ nghe nói là nhung hưu tốt họ cũng mua về họ uống. Rồi đông trùng hạ thảo tốt họ cũng mua họ uống. Nhưng mà chị em phụ nữ mình là chỉ có biết là nhiều người là không biết chăm sóc bản thân đó nha mọi người. Nhưng cái người mà biết chăm sóc cá nhân đó, bản thân đó là ít nha. Thường thường đàn bà là hay tiết tiền để dành tiền để cho con cho cháu hay để làm gì đó không biết, nhưng mà kêu mua cái này mua kia mắc quá không mua đó, không chịu uống đó. Nhưng mà đàn ông á là họ mua họ cái gì họ không mua về họ ngâm rượu họ uống. Mọi người để ý đi, họ cứ mua cái gì tốt cái gì quý là họ mua về họ ngâm họ uống. Nhưng mà đàn bà là hay tiết tiền, mà mua đi biếu đi cho thôi chứ không mua uống. Cái này là ai mà mới ốm dậy sau phẫu thuật uống cũng phục hồi sức khỏe rất là tốt nha. Rồi chị em mà uống cái này giai đoạn tiền mãn kinh á, cái tiền đường mà uống cái này á, là nó sẽ giảm triệu chứng tiền mãn kinh. Từ 45 tới 55 tuổi là cái giai đoạn tiền mãn kinh, nếu chị em uống cái này vô nó sẽ giảm những cái triệu chứng tiền mãn kinh, bốc hỏa, đổ mồ hôi, rồi loãng xương gì gì đó, nó nhiều triệu chứng lắm các chú anh chị. Làm uống vô rồi da đẹp nha, chị em uống đi là da sẽ đẹp, vừa khỏe mà vừa đẹp đó nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha các chú anh chị nha. Một cái hộp này là 1,6 triệu, trên like là em sale còn 1,2 triệu, và tặng cho mọi người một túi kẹo nha, và miễn ship luôn nha. Là cái chương trình này rất là đặc biệt luôn các chị nha. Mọi người sẽ được một túi kẹo sâm không đường nha. Kẹo sâm không đường em có hai loại, nhưng mà khi nào tiện có còn loại nào giao ngoài đó nha các chị nha. Cứ không đường là được thôi nha. Một túi không đường này là nửa ký, giá bán lẻ là 100.000 một túi. Nếu mà mọi ai đã mua sâm, mua đông trùng hạ thảo, mọi người được mua kèm với giá là 80.000 nha. Còn nếu mua kẹo không thì 5 túi là miễn ship, 5 túi là 2,5 kg nha, của chúng chị là được miễn ship nha. Còn ai mua đông trùng hạ thảo này là ai mua cái combo này là em miễn ship và được tặng túi kẹo nha, 1,2 triệu nha, của chúng chị nha. Đó. Và ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Cái chương trình này nó số lượng nó có hạn thôi nha mọi người. Rồi ai mua thì inbox địa chỉ số điện thoại cho em đông trùng hạ thảo nha. Cái này nãy giới thiệu rồi nha cô chú anh chị, để lên cho nó cao thôi. Rồi tiếp theo là cái giới thiệu cho nhà mình cái linh chi nha. Cái linh chi cũng là một trong những cái gọi là thảo dược quý của Hàn Quốc nha. Linh chi một hộp nó làm linh chi thì nó có dạng nấm là có dạng cao. Đó. Đây nấm thì nó có nhiều loại, nấm cũng có nhiều loại. Cái loại này là người ta bào sẵn rồi mình về mình nấu nước mình uống thôi nha. Còn có cái loại là mình phải về mình tự bào là nguyên tai nha cô chú anh chị. Đây nguyên tai nè. Ai mà rảnh thì mình mua cái nấm mình về mình tự nấu nước mình uống. Còn nếu ai bệnh rộn thì mình mua cái cao về mình uống luôn, mình khỏi phải nấu nha. Đó là chỉ vậy thôi, cái cao nó khác cái nấm là chỗ đó. Còn cái nấm này là mình mua về là mình phải tự nấu nước mình uống, hoặc là mình ngâm rượu mình uống. Đàn ông thì họ ngâm rượu họ uống, những cái ông nào không biết uống rượu á là ông ngâm ông uống cho bổ cho khỏe. Đây nha cô chú anh chị nha, một cái hộp này là nấu 1 ký là nó khoảng 6 đến 8 tay, nó tùy hộp á, hên xui có cái 6 tay tới 7 tay, cái 8 tay kiểu vậy đó nha. Mình mua về mình lấy cái dao bào mình bào ra thôi. Đó là nấm linh chi nha cô chú anh chị.
bây giờ mới giới thiệu cái nấm này nó có công dụng gì mà người ta mua, người ta uống và hồi cuối người ta là bán rất là chạy. Cái nấm này thì gọi là nấm linh chi cô gái nha cô quý vị, hoặc là nấm linh chi đỏ nha. Đây là mọi người này, đây nè, nấm linh chi cô gái là cái cô này nè, hoặc là nấm linh chi đỏ, tức là hai cái tên này là một nha. Đó, mọi người muốn mua cái loại nào thì mua. Cái loại này á là 1.100.000 một hộp nha. Hôm nay ai mua em cũng tặng một túi kẹo nha. Hôm nay ai mua em cũng tặng một túi kẹo. Đây nha cô chú anh chị nha. Tặng cho cô chú anh chị một túi kẹo. Đó. Là kẹo xâm không đường nữa nha, là một túi trị giá 100.000 đó nha cô chú anh chị. Còn cái loại này nè. Còn cái loại này á là nó là 500 một túi nha cô chú anh chị, và hôm nay sale còn 390 nha. Sale còn 390 một túi thôi. Cái loại này là một cái túi nửa ký nha. 300 túi, mua loại này thì nó lợi hơn cái loại kia. Nếu mình mua về uống thì mình mua loại này cũng được, giá nó mềm hơn và mình không cần phải bay bào. Cái thằng kia mình đi làm quà tặng quà biếu thì nó sang nha. Về thì phải bào ra, còn này bào sẵn rồi. Mua cái này thì nó được nhiều hơn. Rồi còn nếu mình không nữa, mình mua cái cao. Cao là hộp 3 lọ. Cái linh chi nó tốt kiểu gì mà mua, uống nó có lợi gì lọc gì không mà mua đó. Cái quan trọng là vậy đó, phải có cái câu hỏi. Cái linh chi này nè thì nó rất là nhiều công dụng, mà lại công dụng rất là tốt cho sức khỏe nha cô chú anh chị nha. Thứ nhất là mình uống cái này nè, nó sẽ thanh lọc thải độc tố trong cái cơ thể mình ra, độc tố trong máu, độc tố trong gan, độc tố trong thận, nó sẽ thải ra, tức là mình là gọi là đề tốc cơ thể đó, sạch sẽ nha. Nó thải hết độc tố ra là mình sẽ khỏe. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nó sẽ tăng cường cái chức năng gan nha, tăng cường chức năng gan. Cái thứ ba nữa, cái này nó cũng uống vô là mình uống rồi nó cũng điều hòa huyết áp, ổn định tiểu đường nha, ổn định đường huyết, giảm cholesterol thì sẽ giảm sơ vữa động mạch nha cô chú anh chị. Rồi cái này ai suy dinh dưỡng mình uống để phục hồi sức khỏe. Những người nào mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật mà muốn tăng cường sức khỏe đó, tăng cái đề kháng, tăng cái sức miễn dịch, mình uống rất là tốt nha cô chú anh chị nha. Cái này nó có khả năng kháng viêm. Cho đó ai mà đau nhức xương khớp á, mình uống nó cũng hỗ trợ cái viêm đó nha, nó giảm viêm á nha. Nó giảm viêm thì từ từ nó sẽ hết sưng, mà hết sưng nó sẽ hết đau. Rồi ai hay mất ngủ mình cũng uống cái cao linh chi hoặc là nấm linh chi. Hoặc ai đang bị tiểu đêm, ai bị tiểu đêm cũng uống được cái linh chi. Rồi uống cái linh chi này vô da nó cũng đẹp. Đó mọi người, cái da nó cũng đẹp. Đàn ông, đàn bà thì ai uống cũng được hết, chỉ có tiền là mua về uống thôi nha. Ai bận rộn thì mua cái cao. Một hộp này 3 lọ. Một hộp 3 lọ nha. Bỏ lọ này vô nữa là 3. Còn ai bận rộn thì mình uống một ngày là, xin lỗi, ai bận rộn thì mình mua cao mình uống, còn ai rảnh thì mua nấm lì nấu nước uống nha. Cái cao này mọi người uống là có cái muỗng tí xíu vậy thôi nè cô chú anh chị. Cái muỗng có bị lớn vậy thôi nè. Một lần là 2 muỗng nha. Một lần 2 muỗng, một ngày 2 đến 3 lần. Đây. Mọi người cứ múc một lần 2 muỗng này. Mình pha với khoảng là 50ml nước. Ai muốn ngọt bỏ thêm mật ong. Đó, mọi người cứ uống cái này rồi uống cho em ngày 2 đến 3 lần nha. Mình thì mình không có quậy nước chi mất công lắm cô chú anh chị. Ăn luôn. Ăn luôn vậy đó, xong rồi uống nước. Phải mất công rửa ly mọi người ạ. Mấy bữa kia cũng hay bỏ đồ ly quậy lắm, thấy nó phiền phức quá đây. Nó ngọt ngọt mà nó hơi nhặn nhặn nha. Cái nấm cái cao lên cái linh chi là nó có cái hơi nhặn nhặn. Đó, mọi người cũng hơi ngọt ngọt. Rồi, ai mua cao linh chi thì mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại. Cái này 1.200.000 một hộp, xe còn 950.000 nha. Hôm nay ai mua cũng tặng một túi kẹo nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị ai mua tặng cho cô chú anh chị kẹo.
Đây, kẹo sâm nha, tặng cho một túi kẹo sâm về trải nghiệm cái kẹo sâm này nha. Đó, 950 được tặng một cái túi kẹo sâm. Rồi tiếp theo giới thiệu nhà mình cái viên. Nó nhiều loại lắm chú, nhiều loại. Cái này là đạm sâm nhung hưu linh chi nha. Một hộp là 120 viên, ngày uống 2 viên là mình uống được 60 ngày. 60 ngày là 2 tháng. Đây, cái viên nó về nha. Thành phần của nó là gồm có nhung hưu là một. Con hưu này nhà mình. Cái nấm này là nấm thượng hoàng, cái này là củ sâm, cái này là cái nấm linh chi. Đây là bốn cái loại thảo dược quý trong một sản phẩm. Và đồng thời trong này không phải bốn loại không đâu, nó còn một số loại thảo dược nữa. Đây là cái này nè, những người nào nên uống cái loại này, ai muốn tăng cường sức khỏe là uống nè. Ví dụ cái người mới ốm dậy nè, cái người vận động thể thao nhiều nè, cái người đi lao động nặng nè, cái người đi học đi làm mà hay mệt mỏi đó, mình uống để nó tăng cường sức khỏe, tăng cái khả năng miễn dịch lên đó. Nó giúp cái này nó cũng hoạt huyết dưỡng não luôn. Mọi người thấy là sâm không đã tốt rồi, còn thêm nhung hưu, còn thêm hai cái nấm này vô nữa thì phải quá tuyệt vời không. Mà giá hôm nay là 650 một hộp nha. Ai mua được tặng một túi kẹo nha cô chú anh chị. Ai mua cũng được tặng một túi kẹo nha. Cô chú anh chị mua về uống cho nó khỏe. Người lớn tuổi mình nên uống. Những người nào mà không biết ăn, không biết sử dụng sâm á, người nào mà ghét mùi sâm á, mua loại này. Nó không có mùi. Uống vô trôn tuột vô cái sâm, nhưng mà nó tốt cho sức khỏe mình. Có những người ta thích sâm, có người ta ghét lắm. Ta nói cái mùi này hôi, mùi như thế này thế kia thế nọ, tôi ghét lắm, ta không ăn. Cho kẹo sâm không ăn nha mọi người. Thôi tôi không thích cái mùi này. Thì uống cái này, mình muốn khỏe thì mình phải uống thì nó mới khỏe được nha. Đó. Cái này là nó nói chung là nó vừa có sâm vừa có nấm. Nấm nãy mọi người em giới thiệu rồi đó, nó đủ cái công dụng trong đó rồi. 650 một hộp, mua tự tặng kẹo nha cô chú chị nha. Còn không mọi người mua cái này nè. Đây, cái này gọi là cao hồng sâm nha. Cái cao này gọi là cao hồng sâm, một hộp 4 lọ. Ồ, hôm qua mọi người có một cô khách hôm nay mua hàng mình á, xong rồi mới nói cho mình, mới gửi cho mình cái hình là nói là em mua cái sâm này nè 2,5 triệu hai hộp. Đây tôi cho mọi người coi nha, mọi người mua lầm với tôi bán thì tôi cũng lầm rồi đó. Cái hình này là cái sâm Hàn Quốc mà nói là sâm Mỹ nha, mình là cũng thương cho cái đây cho mọi người xem cái hình gửi cho mình cái hộp này là cái hộp 2 lọ mà mua là người ta nói là sâm Mỹ, chữ thì toàn chữ Hàn Quốc nhưng mà nói là sâm Mỹ, là 2,5 triệu hai hộp nha mọi người. Còn cái hộp 6 lọ mà Hàn Quốc thì chỉ có hộp 4 lọ, không có hộp 6 lọ. Mà nói hộp 6 lọ thì là 250 đô. Mọi người biết 250 đô là nay 6 triệu á. Mọi người ghê chưa, bán kinh chưa? Mọi người biết hai cái hộp này á, hai cái lọ này thì chỉ 700 ngàn thôi nha, 700 ngàn thôi. Đó. Nhưng mà bán ra là tới 1,250,000. Mọi người mua hai lọ là mất 1 triệu đó cô chú chị nha. Mọi người mua lầm chứ cái người bán nó không có lầm đâu. Đây của mình nè, một hộp là 4 lọ. Mình có bán lẻ nha cô chú chị. Cái này mình bán lẻ cho người ta hết 2 lọ rồi, giờ còn 4 là còn 2 lọ nè. Một hộp là 4 lọ. Mọi người thấy để vô đây nhìn vàng ươm đẹp lắm. Một cái hộp này là 1,6 triệu. Nhưng mà sale thì chỉ còn là hôm nay sale cho mọi người sale sốc luôn là chỉ còn 1,1 triệu thôi nha. Và được tặng một túi kẹo nha cô chú anh chị, được tặng một túi kẹo nha. Đây tặng cho cô chú anh chị tôi túi kẹo sâm không đường nha. Đây mọi người chú anh chị nha, ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. Mọi người mua lầm chứ cái người bán không có lầm nha. Một cái lọ này mình về mình uống được tới 60 lần. Mọi người cứ lần múc 2 muỗng này nha, 2 muỗng nó có hai cái muỗng trong này, mọi người múc 2 muỗng, cứ ngà sáng 2 muỗng, chiều 2 muỗng, quậy lên uống.
ai muốn ngọt cứ bỏ thêm mật ong thoải mái nha, mật ong nó rất tốt cho sức khỏe mình. Nếu muốn ngọt, cái sâm nó cũng hơi nhặn nhặn xíu thôi nha, nó thơm mùi sâm nhưng mà nó hơi nhặn nhặn xíu, nó cũng có cái hậu ngọt nha. Nhưng mà nếu ai muốn ngọt nữa cứ bỏ thêm mật ong, 1,1 triệu một hộp và tặng một túi kẹo sâm không đường nha cô chú anh chị. Rồi ai mua thì anh bốc địa chỉ số điện thoại nha. Mọi người đi mua đâu lầm, chứ còn mình bán thì mình không có lầm. Mình để cái lọ này ngoài đi để khỏi lấy ra lấy vô. Đó. Là cái cao đó cũng là cao hồng sâm, mà cái cao này cũng là cao hồng sâm. Giá thì nó xem nhau tí xíu thôi. Nhưng mà đó, mua nói với mình là mua là tới 2,5 triệu, 4 lọ, được 2 hộp nhỏ 4 lọ. Mọi người, và người ta nói là sâm Mỹ chứ không nói sâm Hàn Quốc nha mọi người. À, cái Hàn Quốc có nhập qua Mỹ nhưng cái sâm nước, tại vì bên mình là cũng chuyên nhập cái hàng Mỹ nha mọi người. Cái hộp sâm Mỹ là có, nhưng mà nhập từ Mỹ về có, nhưng mà chỉ có loại nước thôi, không có loại hũ nha. Cái đó người ta bị ta lừa đó nha mọi người nha. Mọi người mua hàng của bên đây là bán Nhật thì nói Nhật, bán Mỹ nói Mỹ, bán Hàn nói Hàn, không có nói tầm bậy tầm bạ gì được. À, mà họ lại nói với lại cái cô khách hàng này là sâm Mỹ. Để tôi tìm cái hộp sâm Mỹ rồi cho mọi người coi nha. Sâm Mỹ nó có, bữa nay cũng có giá cũng khoảng 1 triệu đồng hộp, mua sẽ mắc hơn mua sâm ở Việt Nam nha mọi người, mua sâm Hàn Quốc nha. Đây nè, cái sâm này là nhập từ Mỹ về nè cô chú anh chị, đó là sâm nước. Một hộp nó 30 túi thôi mà bữa nay bán cả 1 triệu đồng một hộp vậy đó. Nếu mọi người muốn mua sâm mà nhập từ Mỹ về thì mua cái loại này, nó chỉ có loại này thôi nha. Tại vì bên mình là chuyên cái hàng Mỹ, nhập về thường xuyên. Thì về đi làm đẹp hả, mà nói nhập viện hả, để kiếm tiền hả? À, để xin cái sự đau gọi là thương xót của người khác hả? Cái đó là chiêu trò thôi mọi người, chiêu trò thôi đó. Đây là cái hộp này là sâm nhập khẩu từ Mỹ nha. Nếu cô chú chị nào muốn mua sâm nhập khẩu từ Mỹ là 1 triệu đồng một hộp á nha. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Chứ còn lại là bên Mỹ không có cái sâm hũ nha mọi người. Bên Mỹ không có bán sâm hũ nha. Cô chú anh chị ai mua loại nào mọi người cứ gửi cái hình cho mình. Và cái này là trà sâm nha cô chú anh chị, trà sâm hòa tan, đổ vô nước tự tan rồi xong mình uống cái này là nó rất là tiện nha. Cái túi nhỏ xíu thôi, một hộp 100 túi, một lần mình bỏ 1 đến 2 túi là mình quậy lên mình uống, bỏ vô nước. Đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch gì mình đem theo mình uống. Hồi chiều nhỏ em nó tâm sự, nó nói em đi du lịch đó, mỗi lần em mệt đó cái ông thầy cũng cho em một tép em uống vô tỉnh liền luôn đó. Người ta biết chăm sóc sức khỏe mọi người, là đi đâu người ta đem theo nha. Một hộp này là 250, nay sale còn 220 nha, sale còn 220 một hộp nên cho cô chú anh chị nha, 100 túi rồi nha. Có tem dán phụ này, tem phụ này là mọi người biết cái gì không? Cái tem phụ là hàng nhập công ty thì có tem phụ, hàng Hàn Quốc nha cô chú anh chị nè, hàng Hàn Quốc là hoàn toàn nhập từ container nha, chứ không phải hàng xách tay nha, không ai xách nổi đâu cô chú anh chị, nó nặng như quỷ vậy đó, nó toàn chai với lọ vậy không nè, không ai xách tay nổi nha. Hàng toàn là hàng công ty, nhập một lần là một container vậy đó, chứ không có nhập ít nha. Do đó mọi người mua hàng Hàn Quốc là không có lo hàng giả. Hàng giả trên thị trường vẫn có nha cô chú anh chị, nhưng mà hàng giả vẫn có đó, chứ không phải không có. Nhưng mà nếu mà hàng mình là hàng chính nhập đó, là nó nhập công ty chứ không phải nhập trôi nổi nha, chứ không phải xách tay đâu, không có vụ xách tay nha.
sách tay thì mỹ phẩm thì cũng có thể người ta sách được thôi, chứ còn mà số lượng lớn là toàn công ty hết, mỹ phẩm cũng công ty hết nha. Rồi ai mua thì loại này thì là 220 của chú chị. Còn cái trà sâm này nè, cũng là sâm Hà Tam nè mọi người, nhưng mà cái hộp này thì nó mắc hơn nha. Hộp này nó 350 một hộp, hôm nay sale còn 280 thôi, nó cũng được 100 gói. Cái này cũng là sâm Hòa Tam, ai muốn mua loại nào mua nha. Đây. Còn nếu không á, mọi người mua giới thiệu cho cô chú anh chị cái trà sâm này nè, trà hoa sâm cực kỳ tốt cô chú anh chị. Cho cái hộp này xuống thì nó cao quá, nó cũng hơi hơi cao. Quên còn cái collagen này chưa uống nữa. Ngày nay đi nguyên ngày cái quên không có uống mà. Collagen là cứ ngày quất một chai vô nha, cho nó da nó đẹp. Nhiều người hỏi sao da đẹp phải đầu tư chứ, tôi đầu tư dữ lắm á, tôi uống đủ thứ trên đời á mà không đẹp mới lạ đó. Cái này mọi người uống ngon hơn là mọi người uống lạnh nha, uống lạnh nó sẽ ngon hơn, nhưng mà mình nói nhiều á mình không được uống lạnh, uống lạnh lát nó hư cổ. Để đây nhấp từ từ, nhấp từ từ, uống một lần hết là lát nữa không có mà uống. Collagen mà chị em mà dưới 40 tuổi là 480 một hộp, hộp 10 chai nha. Hộp này 10 chai, một ngày mình uống một chai. Mọi người uống buổi sáng cũng được, sáng ăn sáng xong uống cũng được, còn giờ sáng không uống thì giờ tối uống. Đó, một liệu trình là 3 hộp, 480 một hộp. Còn chị em mà trên trên 40 tuổi đó, mình phải uống cái loại cao cấp hơn, là cái loại là 680 một hộp nha, 680 một hộp, liệu trình là 3 hộp. Ai uống collagen thì mọi người collagen Cicero này rất là ok nha, là hàng cao cấp rồi đó. Còn cái này gọi là trà hoa sâm nha. Trà hoa sâm này một cái hộp là một cái túi này là nửa ký. À, mình mua về là mình uống một lần á, là 4-5 bông thôi. À, nó rất là không có tốn kém nhiều nha, một lần á, xài có 4-5 bông thôi, một lần pha trà là rửa đi 4-5 bông, còn nếu nhai nhai trực tiếp luôn là 2 bông thôi. Nó có hơi cái vị nhặn nhặn, nó thơm mùi sâm. Cái này là ai mất ngủ nè, thiếu ngủ nè, men gan cao nè, mỡ máu nè, tiểu đường là uống nha. Huyết áp cao, huyết áp cao, huyết áp không ổn định là mình uống. Gan yếu hay là đau dạ dày, có vấn đề về tiêu hóa đó là mình uống nha. Rồi người nào mà muốn ức chế cái tế bào ung thư cũng uống nha, ngăn ngừa lão hóa. Rồi muốn da đẹp, ai muốn da đẹp cũng uống nha. Cái hàm lượng cái saponin mà trong sâm, trong cái hoa sâm nó cao gấp 5 lần trong cái rễ sâm, nhưng mà giá nó lại rất là bình dân. Và khách mình uống á, làm trước Tết là bán cho một bịch là 500.000 nha cô chú anh chị nha. Cái bữa trước Tết là giá 500.000 một túi. Cô đó về uống xong qua Tết đi bác sĩ, trước Tết thì cô nói cô là em bị men gan cao, nhưng mà bữa nay cái đơn hàng này nó nhiều tiền quá, thôi em qua Tết em mua. Cố là chuyên mua hàng mình, cố làm có con bên Nhật nhưng lại mua hàng Nhật của mình, mọi người hiểu không? Đó, có con bên Nhật nhưng mua hàng Nhật của mình, tại vì đợi con gửi về lâu lắm, với lại tụi nó gửi về cũng không có rẻ, nó cũng mắc. Tại vì người ta mua là người ta mua công ty, giá nó mua giá gốc về bán, còn kia là đi mua giá lẻ thì nó phải mắc thôi. Rồi gửi về lại lâu lắc lâu lơ nữa, rồi nó rảnh nó mới đi mua, nó không rảnh nó đâu đi mua cho. Thì cố nói là cố men gan cao, mình mới kêu cố là uống tinh dầu thông đỏ. Cô nói thôi chị ơi qua Tết đi rồi em mua, chứ giờ là em mua cái đơn này nhiều tiền quá rồi, Tết còn lo nhiều chuyện. Qua Tết xong đi khám xong bác sĩ nói ủa xong bữa nay men can nó bình thường rồi, uống gì vậy?
điện thoại báo với mình là mua thêm đống hàng Nhật nữa. Thì là cô uống cái bông này nha cô chú anh chị, mọi người nên mua về uống nha, nó rất là rẻ luôn, rất là một lần có mấy bông mà cái bông nó khô eo và nó nhiều lắm đó. Và hôm nay đang sale chỉ có 390 một túi thôi nha, ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Ai mà tiểu đường á mọi người, là mình mua cái này mình uống nó đắng á, nó có vị nhặn nhặn á, nó sẽ ổn định cái đường huyết cho mình. Người nào viêm khớp dạng thấp uống cũng rất tốt nha cô chú anh chị nha. Mọi người có thể là làm trà sữa được nha, bỏ thêm chanh thêm sữa vô uống là trà chanh nha, và ngon nha. Rồi ai mà bị đau dạ dày hay đau bụng hay là rối loạn tiêu hóa gì đó mình cũng có thể uống nha. Nói chung là nó rất là tốt, cô chú anh chị nên mua. Nếu mà mình không có tiền mình mua những cái thứ khác nó mắc hơn thì mình mua cái này 390 là ai mua cũng được hết. Một bịch này xài cả năm mới hết á, nhiều lắm. Một lần có mấy bông mà cái bông nó khô queo, mọi người, cái bông nó khô queo này, có tí xíu này nè. Đây là cho mọi người xem cái bông, tại vì mình mà khui ra mình đâu có uống nổi mọi người, mình á là đủ thứ rồi. Còn nếu ai muốn mua nữa bịch bán luôn nha, để cho những người nào mà tiền ít á mà muốn mua thì mua nửa bịch khui ra bán luôn. Vậy đi, cho cô chú anh chị có điều kiện là chăm sóc sức khỏe nha. Mình mua nửa bịch cũng được, em khui ra em bán ra, nếu mà hai người mua chung cũng được nha. Rủ ai mua chung thì về nhà chia, còn không thì khui ra bán cho cô chú anh chị, để mọi người có một cái sản phẩm tốt để mình bảo vệ sức khỏe của mình, chăm sóc sức khỏe của mình nha cô chú anh chị. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Còn đây là tinh dầu hương đỏ, là cái này nè cô chú anh chị nè, cái tinh dầu hương đỏ này, tinh dầu hương đỏ này của hãng Cang Đông nè, cái hãng này rất là nổi tiếng nè mọi người. Nếu mà ai coi like nãy thì hồi nãy mình sử dụng cái viên này nè, là của thằng Cang Đông nha, cái này là của thằng Cang Đông nè, là rất là nổi tiếng đó. Cô chú anh chị mua về mình sử dụng. Đây cho mọi người xem bên trong nha. Rồi trong này là nó có 5 hộp nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Mỗi cái hộp này là nó sẽ có là 4 vỉ, mỗi vỉ là 6 viên. Đây cái viên của nó này nha cô chú anh chị nè. Một cái viên này là nó là được trưng cất từ 2,7 kg lá thông nha. 2,7 kg lá thông là mọi người mua về là mình uống một lần là một viên này. Nó không có mùi vị gì hết nha, mà nó trên từng tuột luôn á, nó trong khe nè cô chú anh chị. Rất là trong luôn. Đó. Ai mua lẻ em bán một hộp luôn nha, mua lẻ một hộp em cũng bán luôn nha. Thì cô chú anh chị mua cái này là mình mua về mình ngày mình uống 1 đến 2 viên. Nếu mà mình bệnh nặng á mình quất luôn 2 viên đi. Còn ai bệnh nhẹ thì uống 1 viên cũng được, là một hộp mình uống tới 4 tháng nha. Một hộp 4 tháng, nếu uống ngày 1 viên là 4 tháng, còn ngày 2 viên là mình uống được 2 tháng nha. Ai đang bị mỡ máu là 1, men gan cao là 2, mỡ gan là 3, huyết áp là 4, tiểu đường là 5. 5 cái nhóm bệnh đó là nên uống loại này. Ngoài ra nó còn hỗ trợ nhiều bệnh khác nữa, nhưng mà mình chỉ quan tâm những cái bệnh đó thôi. Uống này nó cũng đẹp da, nhưng mà thôi đẹp da tôi uống thứ khác, nhưng mà nói chung là nó có trong đó thì mình uống thì mình được thôi nha. Là cô chú anh chị nên mua uống nha. Ai mà đang bị những cái bệnh đó, 1,7 triệu một hộp, nhưng mà trên like này em sale cho cô chú anh chị còn 1,5 triệu một hộp thôi, và em tặng cho cô chú một túi kẹo nha. Mọi người mua về uống sau này tốt thì cứ giới thiệu khách cho em là được rồi, do đó cái em sẽ tặng cho một túi kẹo này nha. Đây mọi người uống đi, rồi thì đi xét nghiệm lại sẽ thấy mỡ máu là nó hết luôn nha. Ai mua hôm nay được tặng cái túi kẹo này, vừa được giảm giá vừa được tặng kẹo nha cô chú anh chị nha. Rồi mọi người ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. 1,5 triệu một hộp vừa được tặng kẹo nữa nha. Còn nếu mọi người mua lẻ một hộp này, bây giờ nó 5 hộp, mua lẻ bán nhiêu ta, để chia ra coi nha. 5 hộp mua lẻ thì không được giảm giá nha cô chú anh chị. Mua lẻ thì mua giá lẻ đó, 1,7 triệu chia cho 5, 340 một hộp. Mua lẻ là 340 một hộp nha.
mua sỉ thì mới mua nguyên hộp thì mới được giá tốt, như chị còn mua lẻ là 340 một hộp mà lại không có quà tặng nha. Mua nguyên hộp là có quà tặng được giảm giá, còn mua lẻ là mọi người cứ lấy 1,7 triệu chia ra giùm em nha. Đó, ai mua tinh dầu thông đỏ thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại, còn nếu không thì loại này thì có loại rẻ hơn nè quý anh chị, loại rẻ hơn là loại này nha, loại này nó rẻ hơn nè. À, tròn xung quanh, tròn xung quanh đó, cái màu xanh hoặc là cái màu đỏ, hộp này là 180 viên, một ngày mình cũng uống 1-2 viên, 180 viên thì mình uống được là 3 tháng hoặc là 6 tháng nha. Cái loại này là đang sale là 1,250,000 nha, của cái hãng này nè. Cái hãng này nó có loại cao cấp hơn nữa là 2,000,000 một hộp nha cô chú anh chị. Và hôm nay cô chú anh chị mua cũng được tặng túi kẹo luôn nha. Đây, cũng tặng cho cô chú anh chị túi kẹo. Cái kẹo này gọi là kẹo xông không đường, mọi người ăn xong rồi tiểu đường ăn được, ai tiểu đường mua về ăn. Cái này nó cũng tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp da dẻ hồng hào. Và đặc biệt quý ông mà ăn cái kẹo này vô nó cũng tăng cường sinh lý này nha. Cái kẹo này em bán rất là chạy luôn, 100.000 một túi. Nếu mọi người mua kèm thì em bán 80 nha. Mua kèm với lại các sản phẩm xâm nấm Hàn Quốc này nè, em bán 80. Còn cô chú anh chị mua em 5 túi này em sẽ miễn ship nha. 100.000 túi mua 5 túi là miễn ship nha cô chú anh chị. Đó, là ai mua tinh dầu thông đỏ hôm nay đều được tặng kẹo hết nha. Cái loại này là 1,250,000 nha, được tặng kẹo nha cô chú anh chị. Rồi còn cái này là sâm tẩm mật ong nha. Sâm tẩm mật ong là cái này mình ăn rồi mọi người, mình ăn trực tiếp luôn đó. À, một hộp này là 200g. Một hộp 200g, trong này nó có 10 hộp nhỏ, mình xé ra mình ăn thôi. Một ngày mình ăn nửa túi thôi nha, trong này 10 hộp là mình ăn được một hộp là một túi là mình ăn được 2 lần nha. 2 ngày, một ngày ăn chừng 10g thôi. Đừng có ăn nhiều quá nó phí. Cô chú anh chị là mình ăn trực tiếp và hôm qua chế biến gì đâu, chỉ có tẩm thêm mật ong nó rút nước ra, xong nó rút bớt nước, xong rồi nó sấy cho ráo nước đó, xong rồi nó tẩm mật ong vô, dịu dịu thơm thơm ngọt ngọt nha, ăn ngon, ăn ghiền nha, ăn cái này là ghiền đó, gọi là ăn vặt cao cấp đó cô chú anh chị nha. Một cái hộp này 700.000, nay sale còn 550 thôi nha, sale còn 550 một hộp thôi, ai mua thì anh bốc địa chỉ số điện thoại nha. Còn nếu mà ai mà đây cô chú anh chị, cái chai này nè, cái chai này nó nặng lắm, là mình phải để trên cao vậy đó để cho mọi người ở xa mọi người cũng nhìn thấy nha. Đó, một cái chai này là nó 3 lít, nếu mà đi làm quà tặng quà biếu thì nó sang lắm nha, để nó vô khung hình nhìn nó nghiêng thôi chứ ở ngoài nó không có nghiêng ngửa gì đâu nha, ở ngoài là nó không có nghiêng ngửa đâu nha, nhà mình là nó vô khung thì nó hơi nghiêng xíu thôi. Một cái chai này tới 3 lít là mọi người mua về làm ngày uống khoảng 50ml, một lần uống khoảng 50ml thôi. Trong đó là ngoài sâm đó, nó có thêm bổ sung thêm các cái thảo dược tốt cho sức khỏe nữa nha. Một cái chai đó là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu. Ai mua em sẽ tặng luôn cái túi kẹo này nha. Cái đó 3 lít thì cái bình đó nó cũng khoảng 4-5kg đó cô chú anh chị, khoảng 4kg đó. Tại vì cái chai không nó cũng nặng mà cái hộp nó cũng nặng. Là mình sẽ được tặng một cái túi kẹo này nha. Đó, ai mua thì một thùng của nó là 3 chai nha. Nếu mọi người mua luôn thùng 3 chai em sẽ bán là 1,000,000 một chai thôi nha. Đó, ai mua một thùng là mua được giá sỉ nha cô chú anh chị, là 1,000,000 một chai. Còn ai mua lẻ thì mọi người được tặng một túi kẹo, 1,2 triệu được tặng túi kẹo nha. À, kẹo sâm không đường nha cô chú anh chị. Đó, mọi người mua cái chai đó đi, mua nguyên chai luôn. Mấy ông đàn ông là họ khoái mua cái chai đó đó. Mọi người mua là em sẽ tặng kẹo nhé. Cái nào mà cái trong giai đoạn này là đang có chương trình tặng đó cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mua thì cứ bóc đi để em tặng quà cho. Đó, quà là nó khi hết là nó hết quà là mọi người không được tặng, nó phí.
Rồi chờ em chút xíu nha. Rồi ai mua tinh dầu thơm đỏ thì mọi người comment để chị số điện thoại nha cô chú anh chị. Tinh dầu thơm đỏ nó có nhiều loại nha, có loại nó tới 5 triệu, 6 triệu nữa nha. À đây giới thiệu cho mọi người cái nước bổ gan nha. Cái nước bổ gan là cái nước này. Cái người nào mà đang bị gan á, viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ là mọi người phải uống nha. Tại vì mình uống nó để nó giúp mình, thứ nhất là nó thải độc gan, thứ hai là nó tăng cường cái chức năng gan. Là gan mà nó suy gan là mệt lắm mọi người. Gan mà mình đừng có để nó suy nha, nó suy rồi là mệt mỏi rồi đó. Cái gan mà gan nhiễm mỡ đó, giai đoạn 1 là mình chữa trị được, nó không có triệu chứng bên ngoài đâu nha, nó không cảm thấy mệt mỏi hay gì đâu, nó không có một cái triệu chứng gì hết. Chỉ có khi mình đi khám bệnh, mình đi siêu âm thì người ta mới thông báo cho mình là mình bị gan nhiễm mỡ. Thì giai đoạn 1 là mọi người chữa trị được, nhưng nếu là qua giai đoạn 2 thì mọi người là nó vẫn trị được, nhưng mà nó có dấu hiệu bên ngoài nha. Nó giai đoạn 2 nó có cái dấu hiệu bên ngoài mọi người là nó bắt đầu mệt mỏi nè, rồi chán ăn nè, vàng da nè nghe mọi người, nhưng mà nó chữa được nhưng mà nó lâu nha. Còn đến giai đoạn 3 đó là nó chuyển qua xơ gan, viêm là ung thư gan đó, là hết chữa nha. Cái đó là nếu mình bị mỡ gan nhiễm mỡ là mọi người phải uống để nó thải cái một cái mỡ ra ngoài. Thì cái thằng này nó cũng hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ nha. Rồi nó thanh lọc cái lá gan. Ai uống thuốc tây lâu ngày là cô chú anh chị nên uống một cái hộp này để cho nó thải cái độc gan ra. Rồi còn nếu không thì mình uống cái gan nhập, gan Mỹ, gan Hàn gì đều có hết nha cô chú anh chị. Mọi người muốn mua loại nào có loại đó nha. Mọi người cứ comment địa chỉ, số điện thoại là mình sẽ báo giá. Gan Mỹ thì mua loại này. Gan Mỹ thì mọi loại này nha. Loại này thì 420 một lọ thôi, uống được 3 tháng nha. Còn cái loại gan này, gan nước thì một hộp là uống 1 tháng, một ngày là uống một túi thôi. Uống cho mình một ngày một túi. Cái túi nó, để mình lấy cái túi nó ra nha. Biết để đâu ta, có túi bên ngoài. Đây có rồi. Đây, cái hộp nhỏ này nó là 5 túi nha. Một hộp là 5 túi. Đây nha cô chú anh chị. 5 túi này là nếu mà bán lẻ thì 90 ngàn một hộp, hộp nhỏ. Còn cô chú anh chị mua nguyên hộp lớn là giảm cho cô anh chị là còn là 450 thôi nha, một hộp. Ai mua thì cứ comment địa chỉ, số điện thoại. Rồi, yeah, cái này là 450 một hộp lớn nha cô chú chị. Còn hộp nhỏ này chỉ là sale cho cô chú anh chị. Hộp nhỏ thì không sale nha, là 90 ngàn một hộp. Còn hộp lớn mới sale nha cô chú chị. Mua nguyên hộp lớn nó lợi luôn, cả nhà về cả nhà uống. Cái này nó ngon lắm, uống nó. Lấy cho mẹ cái túi màu xanh nó trong đó. Mẹ đi đâu à? Ở đâu ra vậy?
Rồi một cái hộp nhỏ này là 90 ngàn đấy cô chú anh chị. Ai mua lẻ một hộp nhỏ thì 90 ngàn, còn mua nguyên cái hộp lớn thì mình sẽ uống cái hộp lớn nó lợi hơn vì mình được được giảm giá nữa nha. Và nó được 30 túi, còn cái này nó được có 5 túi thôi nha. Còn ai muốn vừa khỏe vừa đẹp thì đây uống cái này. Vừa khỏe vừa đẹp thì uống cái này nha. À, collagen nè, sâm nè, lựu nè nha, collagen. Trong này nó có bổ sung collagen, già trẻ lớn bé gì uống đều tốt hết nha. Một hộp cũng 30 túi. Đây cái túi nó đây nè mọi người nè. Cái túi nó này nha. Đó, một hộp là 30 túi. Mình mua về mình cái này mọi người pha loãng ra uống nha, tại cái này hơi đậm đặc á. Cái này nó hơi đậm đặc, mọi người pha loãng đó mọi người uống. Chua chua ngọt ngọt thơm thơm nha. À, cái collagen này đẹp da nè, sâm thì nó khỏe nè. Cái lựu này nó bổ sung nhiều loại vitamin khoáng chất nè, nó vừa tốt cho sức khỏe nè, vừa chống oxy hóa nè, vừa tăng mật độ xương nè nha. Cái này rất là hay đó, già trẻ lớn bé trai gái gì uống đều được hết nha. À, một hộp này là 650, nay sale còn 550 thôi nha. 550 một hộp, ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha cô chú anh chị. Mọi người bỏ nước đá vô uống cho nó ngon nha. Vừa khỏe vừa đẹp đó. Có collagen vô là đẹp rồi đó. Còn đây sale cho cô chú anh chị cái loại này đi nha. Cái hộp đâu ta? Đây. Đây nha mọi người. May lên cho mọi người cái này nè. Cái này gọi là nước hồng sâm nhung hưu linh chi nha. Nước hồng sâm nhung hưu linh chi. Một cái hộp này là 30 gói. Mỗi gói là mình tại cái gói của nó đây. Đây nha mình nè. Đây. Mình về mình cứ lắc lên vậy là mình uống thôi nha. Ai muốn uống ngon mà người bỏ vô ly nước đá đó, uống lạnh á, uống lạnh là ngon hơn nha. Ngon bổ rẻ mà hợp vệ sinh nè. Nè một cái hộp này là 490 một hộp, nay sale còn 390 nha cô chú anh chị nha. Đó, ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại, vừa nhung hưu nè, vừa sâm nè, vừa linh chi nè cô chú anh chị nha. Một hộp được 30 túi này. Đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch mình đem theo cái này nó tiện lắm. Nó không có nó dẹp dẹp gì, mình bỏ vô chỗ nào cũng được hết á, nhét vô túi là xong thôi. Đó, một hộp này em sale là chỉ còn có 390 ngàn thôi nha. Số lượng có hạn thôi nha cô chú anh chị. Mọi người nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha. Đó là nước hồng sâm nhung hưu linh chi. Cái nhung hưu là nó tốt cho ngũ tạng nè, tim nè, gan nè, lá lách nè, thận nè, mạch nè nha, phổi nè. Đó mọi người. Là cái nhung hưu á. Rồi cái nhung hưu nó có cái chất chống oxy hóa là chống lão hóa. Rồi nấm thì nó cũng rất là tốt nè, sâm cũng rất là tốt luôn. Một cái sản phẩm này nó giá cực kỳ bèo nhèo nha cô anh chị. Chạy ra là có 13.000 túi à. Mọi người mua cái ly nước mía là 10.000 nè. Mà nước mía đâu có vệ sinh sạch sẽ gì đâu. Mua ly cà phê là cũng 16.000, 15.000 là ly cà phê đá chứ không phải cà phê sữa là nó mắc hơn. Mà trong khi cái này là nó vừa sâm, vừa nấm, vừa nhung hưu. Chạy ra có 13.000 túi thôi. Cô chú anh chị mua về mình uống chơi cho vui cũng được, chứ cần gì mình đâu có lanh tanh gì đâu mọi người. Rất là ngon mà bổ rẻ mà khỏe nữa nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha cô chú anh chị. Nước hồng sâm. À cái này nó có túi xách nữa nha. Mình mua nếu mình mua đi biếu á, nó có cái túi xách cho mình xách rất là tiện nha. Đây nha cô chú anh chị. Đó. Một cái hộp như nè. Quà tặng quà biếu rất là sang nha. Ví dụ mình đi mấy cái đám, ví dụ đám bữa nay mình đi đám giỗ mình cũng đem cái hộp này theo mọi người biết không. Người ta thứ nhất là cúng cái người mất, nhưng mà còn lại là cái người sống, còn sống uống cho nó khỏe. Cúng người chết nhưng mà cho người sống uống đó, là mình đem cái hộp này theo, xách theo. Mọi người thấy nó sang không, nhìn vô là người ta thấy kết rồi. Còn cái loại này, hộp này to hơn nha mọi người nha.
mà thấy con thu to đùng không, này xăm cũng to không. Cái hiệu này là một hộp cũng 30 gói, một hộp 30 gói, một gói là 70ml nha. Cái gói để ngoài đâu rồi ta, thường mình để ngoài để mình cho mình giới thiệu cho nó dễ, chứ mỗi lần khu ra khu vô nó mất công lắm. Rồi một cái hộp này là 650 nha cô chú anh chị nha, 650 một hộp nha. Hôm nay sale cho cô chú anh chị là còn 550 nha, sale còn 550, ai mua thì inbox địa chỉ số điện thoại. Đó là giá yêu thương rồi nha. Còn nhiều thứ lắm cô chú anh chị, mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại đây là mình giao nha. Rồi tiếp tục giới thiệu tiếp cho cô chú anh chị. Đây giới thiệu nhà mình cái này nè. Đây. Cái này gọi là cao hắc sâm đông trùng hạ thảo nha, một hộp này 2 lọ nha. 950 một hộp nha cô chú chị, hộp hai loại nó vừa có hấp xong này vừa đông trùng hạ thảo nha. Còn cái hộp 4 lọ này đang sale là 1,4 triệu nha cô chú chị, hộp 4 lọ sale 1,4 triệu. Hộp 4 lọ mọi người sẽ được tặng túi kẹo nha. Hộp 4 lọ hôm nay ai mua trên 1 triệu cũng vẫn tặng túi kẹo nha cô chú chị. Ai mua hộp 4 lọ mọi người được tặng cái túi kẹo này nha. Còn ai mua hộp 2 lọ mình cũng được tặng kẹo mà túi nhỏ hơn nha cô chú chị nha. Đây. Nếu mình mua hộp 2 lọ thì mình được tặng cái túi này nha. Rồi ai muốn mua cao hắc sâm đông trùng hạ thảo thì cứ cho em xin địa chỉ số điện thoại. Đông trùng hạ thảo mọi người có thể mua cái dạng này nha cô chú anh chị. Đông trùng hạ thảo dạng này là cái dạng nước giải khát. Mình mua về bỏ ngăn mát tủ lạnh mình uống ngày 1-2 chai cho em uống nha, lúc đói. Cái bà lão bà trên 75 tuổi rồi bà uống ngày 2 chai. Từ một cái người mà ngồi nằm một chỗ không có ngồi dậy mà đi tới đi lui được mà họ uống 3 tháng liên tục cái loại này thôi nha, mà tự ngồi dậy tự đi tới đi lui được nha, là đó chỉ có đông trùng hạ thảo thôi. Mà cái này thêm hắc sâm vô nữa thì uống nó hiệu quả rất là cao. Một cái hộp này mình có thể uống được tới, nếu ngày mình uống 2 lần thì mình sẽ uống được là 2 tháng, còn ngày uống 1 lần là mình uống được tới 4 tháng vậy nha. Đó là mọi người mua về trải nghiệm nha. Một hộp này là chỉ có 950.000 thôi và được tặng một cái túi kẹo nha cô chú anh chị. Rồi ai mua thì inbox địa chỉ số điện thoại nha. Còn cái hộp 4 lọ thì mọi người sẽ được tặng là cái kẹo xăm không đường nha cô chú anh chị. Rồi mọi người mua cái gì mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Đây giới thiệu cho chị em cái này nha. Cái này là mặt nạ nha. Chị em đắp mặt nạ cho nó da nó đẹp nè. Một cái hộp là 50 miếng 290 miễn ship nha. Một cái hộp 50 miếng. Chị em cứ đắp một tuần khoảng 2 đến 3 lần thôi nha. Chị em đắp vô là chị em thấy ghiền là mai mốt chị em mua chị em đắp tiếp. Một hộp 50 miếng. Cái hộp nó rất là to đó mọi người nè. Còn cái này là yến xào nha nhà mình. Yến này nhà nuôi nha. Đâu ra nhiều à? Hi 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 hi. Bữa nay ở đâu mà hi hi vậy? Ở dưới nhà con xin của nó. Con lại chim nó không có dám gọi nó. Nhiều chuyện quá. Đây nha mọi người, có một hộp mặt nạ là như đây nha. Một cái hộp này nè. Chỉ có 290.000 miễn ship thôi nha. À, chị em mình mua về mình chia nhau mình xài, nếu nhà đông chị em thì chia nhau xài, còn nhà mình một mình thì mình cũng mua xài nha. Đó hết rồi mua tiếp.
sao một một tuần đắp 2-3 miếng nha. 50 miếng này chỉ có cái này gọi là mặt nạ tế bào gốc nha, đó là bèo nhèo luôn nha mọi người. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. 50 miếng là chỉ có 290.000 miễn ship như chị nha. Một cái hộp đó nó hơn 1 kg, nó nặng nặng. Rồi còn cái này là yến xào nha, yến xào. Cái yến này yến nhà nuôi, tinh lặt sạch sẽ rồi về nhà mình chỉ việc chưng ăn thôi nha. Còn ai mua kèm là táo đỏ thì mua táo đỏ, có táo đỏ luôn nè. Táo đỏ đây cô chú anh chị nè, táo đỏ nha. Một hộp này là 1 kg. Táo bên mình là táo loại 1 nha cô chú anh chị. Táo ngoài thị trường nhiều loại lắm nha, mọi người cứ nhìn kỹ cái hộp của bên mình đi rồi mọi người mua nha. Đây 1 kg nặng lắm, nhiều lắm. Rồi mình về mình chưng với táo nè. Còn nếu ai muốn chưng với kỷ tử nữa thì mình mua cái này nha. Đây kỷ tử 250 hộp, sale còn 220 nha. Táo thì 170 nha, rồi yến thì 320. Ai mua nguyên combo này miễn ship nha, mọi người mua nguyên combo sẽ được miễn ship đó. Ai mua yến và chưng ăn cho bổ khỏe, cho đẹp da, vừa khỏe vừa đẹp nha mọi người. Hàng yến là coi như là thực phẩm mà cao cấp rồi đó. Táo này mọi người mua về là mình làm táo đỏ kỷ tử đó, cái này bán chạy lắm cô chú anh chị. Người ta uống nhiều rồi, người ta ai mất ngủ cũng uống táo đỏ kỷ tử nè. Ai mà gì đó hát thì cho nó nghe luôn chứ có gì đâu. Cái táo đỏ kỷ tử là nó là một cái bài thuốc đông y nha, nó bồi bổ khí huyết nè, nhuận phế nè, loại bỏ hư lao nè, nhuận trường nè, an thần nè, tư thạnh nè, bổ gân cốt và nhiều tác dụng khác nữa nha cô chú anh chị. Đó. Mọi người về cứ lấy một múc một cái muỗng canh á, một cái muỗng kỷ tử, 5-6 trái táo đỏ này thôi, rửa sạch, hai cái đều rửa sạch nha. Táo thì rửa sạch cắt mỏng mỏng ra, rồi bỏ chung vô, bỏ vô cái ly giữ nhiệt, nấu nước sôi chế vô để khoảng chừng 15-20 phút là uống được nha. Để mình để lâu lâu chút cho táo nó ra cái độ ngọt á, cái chất trong cái táo này ra, rồi mình uống cứ cứ ngày làm bình vậy đó, là uống cho nó mình ngon, cho bổ nó khỏe, nó khỏe nha. Mai đi học chung nha, đi năn nỉ. Sợ cô không tin không phải lên đây đó, chạy từ nhà về lận. Trời ơi thanh niên mà mình đi ra ngoài đường có gì đâu. Không được, giờ này là không được. Không được thì sao đi được? Tại vì có Linh, con nói mẹ con là phải lên xin cho Linh ngủ chứ mẹ không cho. Mẹ bình thường là không có cho. Không có uy tín gì hết trơn á. Thiệt mà yeah. Uy tín chút nào hết trơn. Uy tín. Con bé này học gì? Nó học chung trường giáo đoàn. À nhà nó dưới đó luôn hả? Hay nhà ở đâu? Nhà có 17 luôn. À đi thôi. Trong cái táo đỏ mọi người đang nó có nhiều chất xơ nha, nó giảm nguy cơ mắc ra bệnh đường tiêu hóa nha. Táo đỏ là có nhiều chất xơ là ăn rất là tốt nè. Táo bón nè, ung thư đại tràng đó, nha, mình ăn táo đỏ đó nó giảm cái tình trạng táo bón và nó không có bị ung thư đại tràng. Rồi nó tốt cho mắt luôn nha mọi người, vì trong cái táo đỏ này là có cái chất chống oxy hóa, rồi nó có vitamin A tốt cho mắt nha. Rồi nó ăn táo đỏ này nó cũng giảm stress, tại vì nó có cái hàm lượng magie cao, do đó nó giúp giảm căng thẳng, giảm stress nha. Magie là quan trọng mọi người nha, magie giảm stress, mọi người nhớ giùm tôi cái này nha, tôi cũng phải đọc học nhiều lần tôi mới thuộc á, nói chung cũng thuộc nổi đâu, nhiều thứ quá đó. Như vậy táo là có giúp giảm cân nè, táo nó giảm cân là trong cái hàm lượng chất xơ cao, thì mình ăn mình no lâu. No lâu thì mình không có ăn nhiều không ăn nhiều thì nó giảm cân, được chưa? Rồi nó giúp tăng cường hệ miễn dịch nha, vì nó có nhiều vitamin C. Rồi nó tốt cho tim mạch vì nó có chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cao huyết áp, đột quỵ luôn nha. Cái này quá tốt luôn, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư luôn. Rồi như vậy thì nó quá tốt rồi, là mọi người cứ mua về mà sử dụng thôi.
À, ăn ăn trực tiếp luôn cũng được, rửa đi mình đó, tới nhà mình cứ rửa đi xong mình nhai luôn nha mọi người. À, mình cứ rửa làm biếng không nấu nướng gì mất công quá, thôi tôi rửa xong tôi ăn luôn đó. Nhà mình là cứ bỏ ra cái hũ đây lấy cho mọi người coi luôn nha, sắp hết rồi, bữa nào hết mới khui. Đây nè mọi người, táo nhà mình đây nè, lau cái tay rồi nha. Đó. Đây táo đây. À, mọi người có thể rửa sơ đi nha, còn bây giờ mình không rửa thì mình đổ vô đây, chung là cho nó vệ sinh sạch sẽ thôi. Đó. Xong rồi ăn ha. Cái táo đỏ này mọi người hầm với lại kho heo ăn ngon nha. Hoặc là mình kho thịt kho cá đó, thay vì mình bỏ đường đó mọi người, mình bỏ cái táo đỏ này vô nè. Nó thơm thơm mà nó ngọt ngọt. Nó ngọt dịu dịu mà nó thơm thơm nha, thơm của mùi táo nè. Kho thịt kho cá cắt 1-2 trái, 2-3 trái rồi đó bỏ vô thay vì bỏ đường. Mình bỏ cái này vô ok lắm á. Mọi người làm thử nha. Rồi một hộp chỉ có 170.000 thôi nha. Để trong cái bình đó lo. Cái hồng lá, cái này đó. Đúng rồi. Hết là châm vô, hết là châm vô. Bữa nó lắng cạnh rồi mà còn lấy trực tiếp là nó không có lắng cạnh. Cạnh sao nổi lên trên? Thôi. Cạnh là nó phải nằm dưới đáy. Nói xạo với mẹ chi? Nó là nổi ván chứ không có nổi cạnh. Trên trên. Thôi kiến thôi đó đi. Kiến. Rồi đây giới thiệu nhà mình cái này là sụn cá mập Orihiro nha cô chú anh chị. Sụn cá mập, sụn cá mập thì nó rất là tốt cho xương khớp, nó bổ sung chất nhờn cho khớp, nó giảm tiêu viêm, giảm xương khớp nha. Ai đang khớp đang bị sưng bị viêm mình uống sụn cá mập nha. À, rồi cái này uống nó cũng sáng mắt nè, tốt cho thị lực nè, vì nó là dầu cá, nó có nhiều vitamin A, tốt cho thị lực nha. Rồi nó cũng tốt cho tim mạch huyết áp nữa nha. Một cái hộp này là 360 viên, ngày uống 6 viên. À, 560 một hộp. Hôm nay cô chú anh chị đang xem được like này, nếu ai mua em miễn ship nha. Bình thường là em bán 560 một hộp riêng trên like, hôm nay là miễn ship cho cô chú anh chị nè. À, 560 một hộp nha. Sụn cá mập Orihiro nhà mình nha, là của Nhật Bản á. Còn glucosamine. Glucosamine thì bữa nay là đây, glucosamine. Glucosamine là cái này nha nhà mình. Một hộp này là 900 viên, được tặng thêm 50 viên mà không tăng giá nhé. Hôm nay ai mua được lợi là được tặng 50 viên nè. Một hộp này là 650 nha. Và hôm nay ai mua cũng được miễn ship nha cô chú anh chị. Glucosamine Nhật. Cái viên nó nhỏ nhỏ, rất là dễ uống, cái viên nhỏ xíu này cô chú anh chị. Một hộp là 950 viên, là mình uống được chia ra 10 95 ngày nha. Ngày hà 5 10 viên chia 2 lần, mỗi lần 5 viên. Cái glucosamine thì nó giúp cho mình, thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ mình làm giảm đông nhức xương khớp, bổ sung chất nhờn cho khớp, chống cái làm phá hủy sụn khớp. À, ai mà khô khớp, cứng khớp nè, đông nhức xương khớp nè, kho
thoái hóa khớp nè, là mình đều phải uống hết nha, mình đều phải uống, mà mình uống cái liệu trình là mình phải uống lâu dài để nó bổ sung cho cái khớp của mình nó không bị hư khớp. Rồi một cái hộp này là 650 miễn ship nha, 650 miễn ship. Còn cái này là Omega 3 Orihiro của chúng chị, hàng Nhật nha, là một cái lọ này là nó là một 180 viên, ngày mình uống 4 viên. Cái omega 3 thì thứ nhất là nó sẽ chống cái hình thành cục máu đông, ngừa đột quỵ, tốt cho mắt, rồi nó cũng hỗ trợ điều trị viêm khớp nha, viêm khớp dạng thấp, rồi những người mà gan nhiễm mỡ uống hỗ trợ điều trị. Rồi omega 3 cũng giúp sáng mắt, ai mà hay mất ngủ mình cũng có nên uống omega 3 nha. Ai mà hay mất ngủ á, mọi người biết mất ngủ là cái nguyên nhân á làm cái máu nó không lên não được, do đó mình phải uống để cho mình ngủ được nha. À, với lại nó ngừa đột quỵ. Omega 3 này, một cái lọ này là 420.000 nha, 420.000 một hộp này thôi. Còn cái này là dầu cá của Mỹ nha mọi người, dầu cá của Mỹ nè, hay là còn gọi là omega 3 của Mỹ đó. Một cái lọ này là 400 viên, một ngày là mình uống 2 viên là mình uống được 200 ngày là 7 tháng á. Một lọ này uống 7 tháng. 590 một lọ nha, 590 một lọ này. Mọi người mua uống cái này nó cũng lợi nè, 590 mà uống được tới 7 tháng nha. Hàng của Mỹ nha cô chú anh chị nha. Đó, ai mua thì anh bốc địa chỉ số điện thoại. Còn cái viên này là cái viên GH nha mọi người, cái viên GH là để tăng chiều cao nha. À, nhà mà có các cái bé đó, mà từ 10 tuổi đến 30 tuổi mà muốn tăng chiều cao thì mua cái viên này về mình uống nha, mua cái viên này mình uống. À, một cái lọ này là uống được 3 tháng, liệu trình là uống 3 lọ, 690 một lọ nha, 690 một lọ. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. Một ngày uống 3 viên, khoảng tầm 9 giờ tối là cho uống xong rồi, không có cho ăn uống gì thêm nữa nha cô chú anh chị. Uống từ lúc 9 giờ tối xong là không ăn uống gì nữa, bắt đi ngủ sớm, 10 giờ là cho đi ngủ nha. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 2 giờ sáng là cái giai đoạn đó nó hình thành cái sụn đó, để cho nó cái xương nó phát triển xương đó, làm cho đi ngủ sớm, không được ngủ trễ là nó không phát triển được chiều cao. Rồi một cái lọ này là 690, ai mua thì kênh bốc địa chỉ số điện thoại nha. Còn cái glucosamine này là glucosamine của Úc nha nhà mình nha. Một cái lọ này là 180 viên, một ngày chỉ uống 1 viên thôi. Là một cái lọ này mình uống được 6 tháng, 620 một lọ. Ai mà ngại uống nhiều á thì uống cái loại này nha, 620 một lọ, uống 6 tháng, uống nửa năm á. Nửa năm không có bao nhiêu tiền hết cô chú anh chị. Mình mua mình uống cho nó khỏe. Thường thường qua cái tuổi 40 rồi đó là bắt đầu nên bổ sung nha. Đó, bắt đầu ngoài 40 là bắt đầu xương khớp bắt đầu rệu rạo từ từ rồi đó. Mình bổ sung kịp thời thì mình cái đến tuổi già thì mình xương mình chắc khỏe, mình đi đứng nó thoải mái. Còn đó, nếu mà bị đau nhức xương khớp thì nó rất là mệt nha cô chú anh chị. Nó hành ra lên bờ xuống ruộng đó nha. Cái đó ngoài 40 là bắt đầu uống được rồi. Mình cứ uống mua một hũ này mình uống được nửa năm ạ. Chỉ có 620.000 thôi nha. Hạn sử dụng là tháng 2026, lâu lắm mọi người. Cái này nó những cái loại thực phẩm chức năng hạn sử dụng của nó tới 3 năm rồi, cho đó mọi người cứ yên tâm mà mua mà sử dụng thôi nha. Bây giờ 10:30 rồi. Mọi người muốn lên cái sản phẩm nào mọi người comment nè, comment đi, mình biết là cô chú chị đang cần cái gì á, mình lên cái đó nha. Còn mọi người không comment á thì lên ngẫu nhiên thôi cô chú chị, bốc trúng gì lên cái đó nha.
Rồi cái này là vitamin C nha cô chú anh chị nha. Vitamin C này là vitamin C này là của Mỹ nha. Bên mình là hàng Mỹ có, hàng Hàn có, hàng Nhật có, hàng Úc có. Mọi người muốn mua hàng gì có hàng đó nha. Cái C này là một lọ là 500 viên. 500 viên hàm lượng của nó là 500 mg. Một ngày mình ngậm là 2 viên C này C ngậm. Cái C uống á thì nó cũng 500 viên nhưng hàm lượng nó 1000. Ai muốn uống thì mua cái C uống, ai thích ngậm thì mua cái C ngậm. Đó. Một cái hộp này là 600 ngàn nha, 600 ngàn một hộp. Cái một 500 viên này là ngậm được 8 tháng. Nếu một người là 8 tháng, thường thường mình mua về trong nhà mình đông người mình chia nhau mình sử dụng nha. Là 8 tháng. Còn nếu uống là uống tới 500 ngày cô chú điện. Cái lọ uống là uống tới 500 ngày. Một hai viên này là bằng 50 quả chanh. 50 quả chanh, một ngày mình nếu uống chanh phải 50 quả mới đủ. Uống được có một quả, nhiều khi chả uống quả nào nha mọi người. Trong rau nó cũng có vitamin C nhưng mà kiểu như mình ăn uống hay trái cây cũng có vitamin C. Nhưng mà mình ăn uống thì nó không có đủ. Mình uống thêm cho nó tốt hoặc là mình ngậm. Rồi một cái C này nè, nó thứ nhất là tăng sức đề kháng nè. Thứ hai là tăng cường cái hệ miễn dịch nè. Nó tăng giúp tăng cái collagen đó mọi người nha. Uống da đó. Rồi trắng da. Chị em nào da sạm, nám, đồ mồ mình mua C mình uống đều vô nha. Uống hết hũ này đi tôi bao trắng nha. Mọi người cứ uống hết hũ này là bao trắng luôn đó. Rồi một cái hũ chỉ có 600 ngàn thôi mà uống thôi. Gọi là cái này là 6 tháng nè. Hơn 8 tháng. 8 tháng mọi người, 8 tháng, hơn 8 tháng mới hết cái hũ này nha. Đó. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. Còn cái này là omega 3 Hàn Quốc nha. Một lọ là 300 viên, ngày 2 viên là được 5 tháng nha. Cái này thì 550 một lọ. Đó, cô chú anh chị ai mua loại này, cái này về nhà là người già người trẻ gì uống được hết nha. Trong một gia đình á, các bé nó uống để làm chi? Các bé uống để đi học cho thông minh á. DHA là giúp bé thông minh, học giỏi nha cô chú anh chị. À, cái này là người lớn thì uống 2 viên ngày. Chị em thì uống ngày viên thôi nha. Uống nước mọi người nói hết được rồi đó. Hết rồi nha, cái chai này hết rồi cô chú chị. Nói nó bây giờ nó hết, nói cái cổ nó hết. Dạ, nó không có thông nữa nè. Nó không có trong rộng nữa nè. Rồi ai mua cái nào thì mọi người comment nha. Còn cái thằng này là quanh ở đây nè. Quanh đây cái màu này nè, màu xanh nè. Mà cái màu xanh này là dành cho người dưới 50 tuổi. Còn có cái chữ 50 cộng trên đây là dành cho người trên 50 tuổi. Mà cái màu xanh cho nam, cái màu cam là cho nữ nha. À, dưới 50 là 590 một hộp. Còn trên 50 là 750 một hộp. Một ngày uống một viên, một lọ là 300 viên. Một ngày mình uống một viên là mình uống được 300 ngày. Là coi như 5 một hộp. 5 một hộp nha các chú anh chị nha. Rồi ai mua thì inbox địa chỉ số điện thoại nha. Thì ngậm cái kẹo này vô đó nha mọi người. Ngậm kẹo vô chứ không là lát nó nói nổi rồi. Nó hết hơi. Một cái hũ này được nhiều lắm. Một cái hũ này 250g mà được nhiều lắm. Kẹo ho nha cô chú anh chị nha. Người lớn người bé gì mà có ho đó, là mình mua kẹo này nha, mình ngậm cho nó thông cổ nha. Toàn là thảo dược thôi, không có hóa chất gì độc hại trong này đâu nha. Không phải là thuốc nha, kẹo nhưng mà là kẹo thảo dược, ngậm cho nó thông cổ. Ai đang bị viêm họng này, ai đang bị ho này là mình ngậm nha. Hoặc những người nói nhiều như mình là mình cái thủ cái này để nên nói nhiều nó sẽ hại cái cổ cổ ngậm vô cho nó dịu lại. Một cái hộp này 200 ngàn nha, nhiều lắm. Hộp này ngậm lâu lắm mà cũng còn quá trời luôn này nha. Nhiều lắm. Không biết bao nhiêu viên nè. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Con nít thì ngày 2-3 viên thôi, còn người lớn thì ngày 3-4 viên. Cứ ngậm vô cho nó êm cái cổ nha. Còn cái này là tảo nha mọi người. Cái này gọi là tảo vàng. Còn cái này nè,
Cái này là tảo xà lục nha. Cái này là tảo vàng hộp 2 lọ này. Hộp 2 lọ. Đây, một lọ là 1000 viên. Một ngày là mọi người uống 10 viên chia 2 lần. Ai muốn tăng cân uống sau ăn, ai muốn giữ cân giảm cân là uống trước ăn. Trong này nó bổ sung 59 loại vitamin khoáng chất, có collagen cá trong này luôn. Những cái người lớn tuổi người ta ăn không được á thì người ta sẽ thiếu chất. Thiếu chất thì nó mệt mỏi, rồi ngủ không được, ăn không được thì lại ngủ không được nha. Thì mình cho uống cái tảo này vô thì nó đầy đủ vitamin khoáng chất thì họ ăn được, ngủ được. Có collagen vô nữa, da nó lại đẹp lên. Khách mình mua cái này rất là nhiều nha. Khách mình họ uống cái này họ hiệu quả rồi, là cứ họ gọi điện họ mua tiếp thôi. À, lúc trước là 1,8 triệu một hộp nha cô chú anh chị. Bữa nay sale là chỉ còn 1,750 triệu nha. 1,750 triệu một hộp tảo nha cô chú anh chị nha. Hộp 2 lọ nha. Đây là cái hộp đây này nha. Hộp này là mặt trước này, cái này là mặt sau này nha. À, mình bán rất là chạy luôn nha. Cô chú anh chị ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. À, cô chú anh chị nào mà mua hàng Nhật lần đầu tiên thì em khuyến cáo nha. Mọi người khui ra thì nó sẽ có cái bịch ni lông nha. Nó sẽ có cái bịch ni lông này nha mọi người nha. Đây. Mọi người khui ra nó sẽ có cái bịch. Cái bịch này để làm cái gì mà bà nhét cái bịch vô đây làm cái gì vậy? Cái bịch này có hai công dụng. Rồi. Trong cái nằm nó ở trên thì nếu nó có ẩm thì nó sẽ chui vào cái bịch này. Trong này có cái viên hút ẩm luôn nha, nhưng mà nếu có ẩm nó vẫn chui vào lên đây. Rồi thứ hai nữa là khi mình đổ ra đó là nó không có đổ ra quá nhiều. Cái viên tảo nó nhỏ xíu mọi người nè. Còn 3 viên. À còn 4 viên. Đây có cái túi hút ẩm luôn mọi người. Đây nè, có cái túi hút ẩm luôn nha. Đó. Đó, đó là mọi người khui ra sẽ thấy cái bịch ni lông đầu tiên nha. Đây cái viên nó mới lớn nè. Đó. Còn có 4 viên thôi đó. Rồi, ai mua tảo thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. Ghép trả lại cho nó. Có bán lẻ một lọ nha cô chú anh chị nha. Có bán lẻ một lọ, ai mua một lọ cũng bán luôn nha. Mua một hộp cũng bán, mua lẻ cũng lọ cũng bán. Để cho mọi người có dịp mà trải nghiệm. Đây chị em nào muốn trang điểm nè. Trang điểm thì mình sẽ mua những cái loại này nè. Còn cái hộp phấn nữa đâu ta. Rồi cái này là kem nền nè. Khi mình đi đâu mình muốn cho đẹp á, thứ nhất là mình phải có kem lót nè, thứ hai là mình có kem nền nè nha. Kem lót thì thường thường chị em nếu đi ra ngoài mà chị em xài kem chống nắng là làm kem lót nha. Rồi cái kem nền này để làm cái gì? Để cho nó che khuyết điểm nha. Một cái hộp nè, một cái tiếp này nè là nó có tới 4 công dụng. Nó 4 thứ nhất là nó là kem nền nè, thứ hai là kem dưỡng nè, thứ ba là chống nắng nè, thứ bốn là gì nữa ta, em nhớ là mọi người nha. 4 4 4 4 0 là 4 4 cái công dụng nha. Kem dưỡng là 1 nè, chống nắng là 2 nè, kem lót là 3, kem nền là 4 nè nha. Mà đặc biệt cái loại này nè là khi mà mình rửa đó là nó trôi luôn, không cần sữa rửa mặt đó, mọi người rửa bằng nước lạnh được luôn nha, và nó cũng sạch rồi đó. Đó rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại, nhưng cô chú chị chỉ có 320 một tiếp này thôi nha. Còn kem lót, kem nền chống nắng và dưỡng da nha. Đó, kem lót, kem nền chống nắng và dưỡng da. Một cái tiếp này 320, chị em mình mua cái này về để mình sử dụng nha. Mình đi đâu, mình đi đám đi tiệc á là mình xài cái kem này vô. Đó, 320 một tiếp thôi. Nó có 3 màu để cho mình lựa nha. Thứ nhất là cái màu thứ nhất là tông sáng nè, dành cho da sáng, tức là chị em nào da sáng thì chọn cái tông số 1 nha. Ai mà tông, cái thứ hai là tông tự nhiên. Cái thứ ba là nâng tông nha. Tông trung bình á, cho những người mà da trung tính á, thì mình chọn cái màu số 3 nha. Ai da sáng chọn màu 1, mà ai thích màu tự nhiên thì chọn màu 2. Ai mà cái da mà trung tính á, thì mình chọn cái tông màu số 3 nha mọi người nha. Đó, nó có 3 màu cho mọi người lựa. 320 một tiếp nha.
thường là mình cái da mình nó không được mịn màng là mình phải đánh để cho nó che cái khuyết điểm lại. Như vậy mình không cần mua kem lót nữa, không cần mua chống nắng, chỉ cần mua một cái tip này là đủ rồi. Chuẩn bị đi ra đường mọi người, bôi cái này lên, vừa đẹp nè, vừa được chống nắng nè, vừa được dưỡng da nè. Và nếu mà mình đi đến chỗ nào xong là mình rửa mặt bằng nước lạnh thôi là nó trôi tuột luôn, là không phải xài nhiều nha. Cái này rất là hay nha, 320 một tip nha. Đó, cái tông thì mình nói rồi đó, mọi người lựa cái tông nào mọi người lựa tùy theo da nha. Da sáng thì lựa tông số 1, à, da mà trung tính thì lựa tông số 3, còn màu tự nhiên là mọi người lựa số 2 nha. Đó, là mọi người, đây là mình, cái này của mình là số 1 này. À, để giúp mọi người miếng đây, sức ở đây nha, giờ đừng sức lên mặt, mất công đi rửa mặt. Lấy hơi nhiều mà giúp nhiều quá, coi như dưỡng da tay luôn đi. À, có cái kem dưỡng da tay nha mọi người, tối là phải dưỡng da tay nha. Đây, nó sẽ nâng tông nha, cái này nó sẽ nâng tông đó, nó làm cho cái da mình nó mềm mịn ra nha, nó được dưỡng nè, vừa kem lót vừa kem nền vừa kem dưỡng mà vừa chống nắng. Dích cục bự quá nhiều quá nên làm hơi lâu rồi nha. Nó sẽ nâng tông lên đó. Đó, mọi người thấy trắng hơn bên này không? Đó, trắng hơn rõ luôn đấy không? Đây, đó, này nâng tông lên, nâng tông lên liền, da trắng lên liền. Đó, trước khi đi đâu mọi người chỉ xài một tiếp này đủ thôi. Mà cái này mình bỏ vô túi nó cũng tiện lắm nha. Ví dụ mình gấp mà mình không kịp bôi á, mình lên xe mình ngồi mình bôi nha, đem lên xe. Ví dụ sáng mà mình đi đâu mà người ta hối mà đi gấp gấp đó, mà chống nắng là vừa chống nắng vừa kem lót vừa kem nền vừa kem dưỡng luôn, là chỉ cần mua một tiếp này là đủ rồi. Ồ, quá tuyệt vời mọi người. Đi đâu cứ bỏ cái này trong cái giỏ sách đó, là lên xe là bôi. Tôi bây giờ mà tôi đi đâu mọi người, tôi đi du lịch được một ngày thôi nha, tôi cũng phải đem sữa rửa mặt nha. Mọi người biết sao, nó nắng lắm, đi đến nơi á là mình lấy sữa rửa mặt ra mình rửa cho sạch, rồi lát nữa mình có thích thì mình xức cái này lại nha, thì da nó mình lại đẹp lại, mà nó đi nguyên một buổi á, mỗi một buổi sáng là đi là nó mệt rồi, mồ hôi nó ra là nãy kia nó bí lý chân lông á. Đem sữa rửa mặt theo rửa, rồi lúc nào muốn trang điểm lại thì lại bôi cái này lại nha mọi người. Còn nhưng riêng thằng này không dùng sữa rửa mặt cũng vẫn ok nha. À, còn mình là sáng mình đi mình dưỡng da là mình đem theo sữa rửa mặt mình rửa luôn. À, rồi còn cái này là phấn phấn này là phấn phủ nha mọi người nha. Phấn này phấn phủ nè, phấn này phấn nền nha, cái này là phấn nền nè. Nếu ai đánh phấn thì mua phấn này Shiseido nha, cái baby này nó rất là mềm mịn nha. Còn cái này là phấn phủ, phủ là đánh lên sau cùng nha. Cái này thì 320 một hộp. Thường thường mà cái giới mà văn nghệ sĩ á, là nó mua cái phấn này nè. Mọi người biết sao không? Nó bắt đèn, nó lên sân khấu nó bắt đèn nha. Đó, một cái hộp này là 320 nha, 320 một hộp thôi. Còn cái này là 150 nè, nhưng mà riêng trên cái like này sale cho mọi người là còn 130 thôi nha. Đây, mềm mịn lắm, rất là ok. Cái này là phấn, gọi là phấn nền, còn cái kia là phấn phủ nha. Chị em ai mua cái loại nào thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Cái này là 130 nha, cái này là 320, cái này là 320 nha. Còn nếu ai mua combo ba món này miễn ship nha. Hôm nay riêng cái này mọi người mua combo ba món, cái này phải đi bộ nha mọi người nha. À, nó có ai còn ai đánh má hồng lên nữa nha. Mình đánh cái này xong nha là mình phải đánh cái phấn nền, mình đánh cái phấn nền xong là mình đánh má hồng, rồi mình mới đánh cái phấn phủ lên nha. Phủ là sau cái má hồng nha. Đó, rồi chị em ai mua thì cứ comment để chỉ số điện thoại nha. Cái này là cái bộ này là của mình đang xài nha mọi người, cái bộ này mình đang xài đó.
lấy ra giới thiệu cho mọi người đó. Còn dưỡng da thì đây, dưỡng da thì đánh cái này, cái này là serum nè, serum NMN nè. Đây chị em dưỡng da thì mua cái serum NMN, cái này là tế bào gốc nè, cái này làm nhau thay cừu nha. Cái này thì chai này làm 30ml là 220, cái này làm 60ml, cái loại này 280 nha, 280. Chị em mua cái này về mình một lần đó là chị tốn có 3 giọt thôi mọi người. Đây cái chai của mình đang xài nè nha. Ở đây giới thiệu mọi người cái son luôn nè. Cái son này là son mini nha. Son mini của cái hãng là hãng Hu nè nhà mình. Đây. Hãng Hu nha. Một cây này là 200 ngàn nha, 200 ngàn. Hãng Hu rất là nổi tiếng mọi người. Son mini. Còn nếu mọi người muốn mua son gì mọi người cứ comment đi, mình sẽ gửi hình cho Lựa nha, gửi màu cho Lựa. Son thì nó nhiều loại lắm, son Gucci hay mọi người muốn son Dior hay là son Nhật hay là son Hàn đủ hết. Nhưng mọi người comment đi, mình vô Zalo đi, mình gửi hình cho mọi người lựa màu nha. Còn mình son thì mình chỉ lấy về khi nào mình xài thôi chứ mình không có đem về nhà, tại vì cái son là nó cũng nhiều màu lắm, và biết ai thích màu nào đâu, đem về nhiều quá rồi ôm hàng mệt lắm, không có ôm hàng đâu quý anh chị. Rồi bây giờ chăm sóc mắt này nha nhà mình nha. Mắt nè, ai mà bình thường á, mọi người có thể mua cái loại này nhỏ được rồi nè. Cái này nó có nắp xanh, nó có nắp vàng nha. Đây nè nhà mình nè. Cái này là cái chai này là cái chai nắp xanh, cái vỏ nó xanh, còn cái chai này nó sẽ nắp vàng, và giá nó bằng nhau, 80 ngàn một chai thôi. Ai mà hay bấm điện thoại nhiều này, máy tính nhiều này, coi tivi nhiều nè, là mình nên nhỏ một ngày 3 lần để cho nó đừng có khô mắt, đừng có mỏi mắt. Rồi mình đi ra đường về bụi bặm mình cũng nhỏ để cho nó sạch cái đôi mắt. Nó bổ sung cho mình là vitamin E nè, vitamin B6 nè, natri nè, kali nè nha. Đó, là cái này, những cái vitamin này nó tốt cho mắt. Cái thằng E này nè, mọi người biết cái thằng E tại sao nó nằm ở đây. Cái thằng K này, nó phải có thằng E này nó mới có tác dụng nha mọi người. Nó phải đi cặp á, E với K nó phải đi cặp, nó hỗ trợ lẫn nhau á. Một thằng là cái chất xúc tác của thằng kia đó nha. À, cái thằng K này muốn hấp thụ được thì phải có thằng E. Thiếu thằng E thì thằng K nó không có tác dụng. Đó, nó đi cặp vậy đó. Đó, đó cô chú anh chị mua cái loại này là làm của nước nhỏ mắt Ronto nè, có cái chữ Ronto đằng sau nè, là 80 ngàn một chai. Còn cái nước nhỏ mắt này là nail vàng là cái hộp này nè nha. Dành cho cận thị loạn thị thì mình nhỏ cái nail này nha, cận thị loạn thị, cái này 145 ngàn một chai nha. Cận thị loạn thị là nhỏ cái này. Còn nếu mà cái này gọi là nail vàng, còn nếu mà người nào mà người bình thường á, khô mắt mỏi mắt và bị các cái bệnh về mắt thì mình nhỏ cái nail xám là chỉ có 125 ngàn thôi. Cái nail xám ở đây không có hàng ở đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ comment đi mình giao hàng ha. Nail xám ở đây không có hàng ở đây. Còn cái này gọi là nước nhỏ mắt Lyon, loại này là 140 một chai nha. Nó cũng bổ sung vitamin và khoáng chất cho mắt. Cô chú anh chị muốn mua loại nào mua. Một loại 80, loại 125. Cái này là riêng cho người cận thị loạn thị thì 145. Còn cái này cũng là nhỏ mắt cho mọi đối tượng luôn thì cái này 140 nha. Nó có các loại nhỏ. Còn ngoài ra nó có cái loại uống nha. Uống mọi người muốn mua. Uống thì mọi người có thể mua cái loại này. Mấy cái này đâu à? Đây. Cái này là bổ mắt Việt Quất Orihiro. Một cái túi này là mình sử dụng được 1 tháng, một ngày mình ngậm 4 viên nha. Cái này dạng ngậm chứ không phải dạng uống, ngậm như ngậm kẹo rồi đó.
là 220 một túi nha, 220 một túi. Còn nếu không mọi người mua cái loại uống thì lại của này là của Hàn Quốc nè, 400.000 một hộp nha. Ai đang có các bệnh về mắt rồi khô mắt mỏi mắt, người tăng cái muốn uống để tăng thị lực đó, là mình uống cái loại này 400.000 một hộp nha cô chú anh chị nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại. Mọi người muốn mua hàng Nhật cũng được, hàng Mỹ cũng được, hàng nào cũng có hết nha. À cái này kem chống nắng này nhà mình, cái này là gel nha, chống nắng này dạng gel nè. À, mọi người thích dạng gel thì có thể mua cái loại này, 250 một chai này nha, hàng của Nhật nha. Còn cái loại này thì 220 nè, cái này là kem chống nắng mà có nâng tông, 220. Mùa này nắng là mọi người phải mua nha, mua mình xài cho nó da, bảo vệ da của mình. Và loại này 160 nha, cái này Hatomogi 160 chống nắng 50 cộng hết nha. Cái này là dạng kem, cái này cũng dạng kem, cái này có nâng tông, cái này không nâng tông. Còn cái này là dạng gel nha. Đó, người muốn mua loại nào mua. Còn cái chống nắng Hàn Quốc nữa bỏ đâu ta? Chống nắng Hàn Quốc vừa dưỡng da vừa chống nắng đây. Cái này vừa dưỡng da nè, vừa chống nắng nè, vừa nâng tông này nha, 3-in-1 nè. Cái này thì 3-in-1. Còn cái này là vừa dưỡng da, vừa chống nắng, vừa làm kem lót, vừa nâng tông, cái này cũng 3-in-1 nha. Đó. Rồi cái này thì 150 một tiếp nha, 150 một tiếp. Đó, ai mua loại nào thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại chống nắng. Có cái viên uống chống nắng nữa như nhà mình nha, có viên uống chống nắng luôn nha. Viên uống chống nắng thì loại 30 ngày. Loại này là 35 ngày nè. 35 ngày thì 45 ngày uống được, xin lỗi, 45 viên là 350. Còn cái loại này là 30 viên là 250 nha. Đó, ai mua loại nào mua. Cái này, hai cái này đều của Nhật hết, hoàn toàn tự nhiên, nó uống là mình chống uống thì nó hơn cái bôi á mọi người, là nó chống từ trên đầu xuống chanh luôn. Còn mình bôi là được chỗ nào hay chỗ đó. Ví dụ mình đi tắm biển là mình uống thì nó sẽ không có bị trôi, còn mình bôi là có thể trôi, kiểu vậy đó nha. À, còn mình có thể kết hợp vừa uống vừa bôi luôn nha, để cho nó bảo vệ chăm sóc và toàn diện đó nha. Rồi, cái này hoàn toàn thảo dược, không có tác dụng phụ nhau của chú chị, không có tác hại gì hết nha. À đây giới thiệu cho cô chú chị cái này nè, cái này gọi là thuốc nhuộm tóc nha, nhuộm tóc phủ bạc và làm từ thảo dược nha. Cái này nó có hai tiếp nào, tiếp nhuộm mới và tiếp dưỡng. À, mình người ta trộn đều hai này là người ta sức lên tóc thôi. À, một cái hộp này là 220 và nay sale còn 200. Nó có màu nâu thì chọn màu 3 hoặc màu 4, đen thì chọn màu 5 hoặc là màu 6 nha. Ví dụ đen tuyền là 5, còn đen hơi nâu nâu là màu 5. À, nâu hạt dẻ là số 4, còn nâu sáng hơn là số 3. Nâu này là số 3 này nha mọi người nha, nâu này là số 3 nè. Lần đầu thì mình sẽ phải mua nguyên, mình mua luôn hai hộp đi nha mọi người. Nếu mà mình muốn một cái màu đó mà nó đẹp từ đầu đến cuối luôn thì mình mua luôn hai hộp để mình làm nhuộm nguyên cái đầu. Lần sau thì mình nhuộm cái chân thì chừng nửa hộp thôi là đủ nha. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha cô chú chị nha. Còn nếu không mọi người mua cái dầu gội phủ bạc. Dầu gội phủ bạc là cái loại này nè mọi người. Nó có một cái chai trong này nè nha. Một cái chai này là 500ml. À, cái này là gội phủ bạc, nhưng mà mình cũng phải bôi cái dầu gội này lên tóc. Mình cũng để khoảng nửa tiếng á, rồi mình mới xả nha. Nó có màu đen, màu nâu, nâu cà phê, nâu hạt dẻ, rồi nó có màu tím nữa nha. À, nó nhìn nhiều màu. Thì cái này gọi là gội phủ bạc, chứ nó không gọi là nhuộm nha. Là mình cũng bôi cái này lên tóc xong mình xả. Một tháng mình cũng chỉ cần làm một lần thôi nha. Còn ngày thường thì mình gọi cái dầu thường của mình nha. Chừng nào nó có bạc rồi mình mới gọi dầu này nha.
Rồi cái này 550 một chai nha nhà mình nha, 550 một chai. Hàng này hàng Nhật nha cô chú anh chị nha. Rồi ai mua loại nào thì cô chú anh chị cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Sẽ giới thiệu nhà mình cái này nè. Cái này gọi là viên giặt. Viên giặt. Nó vừa thơm nè, thứ nhất là nó thơm nè, trắng sáng nè. Nó kháng khuẩn nè. Và nó làm mềm vải nha. Một viên này mình chỉ cần thả vô một viên thôi là nó giải quyết hết tất cả mọi việc cho mình. Một cái túi này là 39 viên. Đang 290 một túi và hôm nay đang sale là còn 260 một túi thôi nha. Sale còn 260 một túi. 39 viên. Máy giặt mà 6 lít rưỡi đổ xuống là bỏ một viên, 6 lít rưỡi đổ lên thì bỏ hai viên. Đó. Không cần phải xả phải gì nữa, trong này nó có luôn rồi nha. Rồi chị em nào mà thích thì mình có thể mua cái này về mình sử dụng rất là tiện lợi. Nhà mình là xài này không à. Từ ngày mà biết cái hàng này rồi là chỉ xài này thôi, không xài khác nữa. Nó không có mất nhiều thời gian. Thảy vô một cái rồi muốn làm gì làm, không cân đong đo đếm gì nữa cô chú nhỉ. Rồi thôi tối đó xuống like nha cô chú chị nha. Ai lên vô sau mọi người có thể trượt lại mọi người xem từ đầu nha. Cô chú chị chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh. Ai chưa thả tim thả like gì đó mọi người nhớ thả nha. Rồi hẹn cô chú chị ngày mai nha. Mai gặp lại, hẹn ngày mai gặp lại.